Liên hoan chào đón toàn thể quý thầy cô, quý vị khách mời cùng tất cả các bạn sinh viên của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật có mặt trong buổi học ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý thầy cô, quý vị khách mời cùng tất cả các bạn sinh viên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa các bạn, trong quá trình vừa qua, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã liên tục tổ chức những lớp kỹ năng nhằm trang bị cho tất cả các bạn những kỹ năng cần thiết nhất, những kiến thức cần thiết nhất để cho các bạn có thể ra trường và có thể những có những cái vị trí hoặc công việc để đảm bảo cho các bạn có một cái bước tiến mới, có một thành công mới từ những kỹ năng và kiến thức của nhà trường. Ngày hôm nay, để cho các bạn tiến xa hơn nữa, tích cực, có những cái công việc tốt hơn nữa, thì nhà trường kết hợp với công ty Amway tổ chức buổi học với chuyên đề kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng tất cả những vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Thưa các bạn, về tham dự buổi chuyên đề và hôm nay tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, thạc sĩ Hồ Thị Ánh Tuyết, trưởng phòng quan hệ doanh nghiệp. Một tràng pháo tay để chúc mừng cô. Về phía đại diện diễn giả, tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy Phạm Hồng Anh, giám đốc học vụ Trung tâm Ngoại ngữ báo chí thuộc Thông tấn xã Việt Nam. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng thầy. Thầy Lê Đình Hiếu, giám đốc chương trình Talent Hub thuộc dự án Televoi, Trung tâm Văn hóa Giáo dục UNESCO. Một tràng pháo tay để chúc mừng thầy. Vâng, ngay bây giờ tôi xin nhường lại sân khấu cho thầy Phạm Hồng Anh lên chia sẻ với tất cả các bạn sinh viên về buổi chia sẻ kỹ năng giao tiếp ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời thầy. Trước khi chương trình bắt đầu thì cô xin được giới thiệu với các em, đại diện công ty Amway sẽ có một số ý kiến và một số cái chia sẻ với các em. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời em. Em cảm ơn cô Tuyết ạ. Xin chào tất cả các bạn. Lời đầu tiên thì Trơn cũng xin gửi lời xin lỗi là vì hôm nay bên Trơn gặp sự cố trên đường đi á, nên chương trình của mình có bắt đầu trễ một chút xíu. Thì các bạn ngồi đợi chắc cũng lâu rồi đúng không ạ? Thì cho nên là Trơn sẽ mời bạn Đức, đại diện của phía công ty Amway, sẽ có một cái phần warm up nhỏ để mình khởi động trước khi mà mình vào cái buổi học ngày hôm nay ạ. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, click, found a boy, blow all of my money and don't give a shit. I'm on the floor, để nói về Amway với tôi đó là tập trung. Mỗi nhân viên tập trung vào mục tiêu công việc cá nhân và phát triển bản thân để giúp đạt được mục tiêu của phòng ban và công ty. Tập trung ở từng góc bàn làm việc, trong các buổi họp và các chương trình đào tạo. Tập trung tư vấn và hỗ trợ kinh doanh cho nhà phân phối. Tập trung trong các dây chuyền sản xuất và vận hành máy móc. Và trên hết, đó là tập trung vào sứ mệnh giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua các chương trình chung tay cùng cộng đồng và xã hội. Điều khiến Amway trở nên đặc biệt được gói gọn trong yếu tố nhanh, những thay đổi và chuyển biến của thị trường là điều tất yếu và khó mà đoán trước được. Để duy trì sự thành công, chúng ta phải nhanh hơn nó, đón đầu xu hướng và kịp thời thích nghi với những thay đổi từ thị trường. Và Amway vẫn đang duy trì được tốc độ này, nắm bắt xu hướng và đáp ứng nhu cầu của thị trường về quản lý vóc dáng và cân nặng thông qua bộ sản phẩm chiến lược BodyKey, thường xuyên tổ chức những chương trình huấn luyện đáp ứng nhu cầu cấp bách từ thị trường, kịp thời tư vấn và giải đáp những thắc mắc khó khăn của nhà phân phối. Từ đó xây dựng một hoạt động kinh doanh Amway bền vững. Dù Amway nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi,
cũng như đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường. Nhung vẫn luôn cam kết và đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Sự hài lòng của khách hàng và sự thành công của nhà phân phối chính là động lực cho mỗi người nhân viên chúng tôi tiếp tục nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa. Một nơi làm việc mà tôi được tận hưởng những khoảnh khắc thực sự. Đó là niềm vui trong việc hỗ trợ khách hàng và nhận được sự hài lòng tuyệt vời của họ là khi tay trao tay tấm thiệp cảm ơn từ đồng nghiệp thân thương theo cách rất Amway. Là khi bạn được ghi nhận sau khoảng thời gian gắn bó và cống hiến hết mình cho công ty. Amway là nơi mà những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng qua các chương trình ghi nhận và tưởng thưởng đa dạng. Amway có rất nhiều hoạt động đa dạng giúp nhân viên gắn kết và thêm động lực làm việc mỗi ngày. Những khoảnh khắc ấy đã được lưu giữ trọn vẹn nơi đây tại bức tường khoảnh khắc. Niềm vui là khi nhân viên được lắng nghe thông qua chương trình khảo sát ý kiến nhân viên định kỳ, là khi đồng nghiệp cùng nhau chia sẻ những phút giây thư giãn bên nhau, là chương trình mà từng nhân viên được hóa thân thành những đồng đội luôn sát cánh bên nhau chinh phục mọi khó khăn. Chính nhờ những điều nhẹ nhàng và gần gũi như vậy mà mình luôn đi làm với một tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Môi trường làm việc thân thiện, năng động và luôn đổi mới tại đây giúp bản thân mình có những thay đổi tích cực và phát triển không ngừng. Tập trung vào mục tiêu chung. Chủ động. Nhảy, nó bắt môi trường. Được lắng nghe, ghi nhận và tưởng thưởng. Cùng tận hưởng thành tựu chung. Vừa rồi là một đoạn video clip về giới thiệu về môi trường làm việc tại Amway. Thì hy vọng là qua cái clip này thì các bạn cũng có một cái nhìn rõ hơn về những môi trường doanh nghiệp, chuyên nghiệp trong tương lai các bạn sẽ vào làm là như thế nào. Từ đó các bạn cũng thấy nhận thức được là mình cần phải cố gắng những gì, cần phải học tập thêm những gì để mình có thể phù hợp với lại môi trường làm việc đó. Do đó là ngày hôm nay bên công ty cũng muốn hỗ trợ các bạn sinh viên của mình thêm những cái kỹ năng. Đặc biệt hôm nay là về kỹ năng giao tiếp hiệu quả thì sẽ nhờ anh Lê Đình Hiếu ạ. Anh là từ giám đốc của UNESCO sẽ chia sẻ với các bạn về về kỹ năng này. Dạ, xin mời anh Hiếu. Rồi các bạn ơi, anh nói không có micro các bạn nghe được không? Rồi có, ok. Anh nghĩ là chắc anh sẽ không mất nhiều thời gian để giới thiệu lại bản thân mình một lần nữa ha. Anh đi trực tiếp vô luôn cái phần training. Ngày hôm nay anh rất là hân hạnh là được công ty Amway mời đến đây để có một cái buổi chia sẻ chung với các bạn. Thì thật ra mà nói đó, cái câu chuyện về cái kỹ năng giao tiếp như thế nào cho hiệu quả đó, anh nghĩ là ai cũng đã nghe. Các đúng không? Tất cả các bạn ở đây ai cũng đều đã nghe về câu chuyện đó đúng không? Ai cũng đã hiểu nó là cái gì. Nhưng mà ngày hôm nay anh sẽ quay lại một chút để nói cụ thể hơn là bây giờ chính xác các bạn là sinh viên, các bạn chuẩn bị ra trường, các bạn chuẩn bị bước vào cái thị trường lao động hoặc là chuẩn bị vô những công ty đa quốc gia mà lớn khổng lồ như là Amway như vậy này. Thì các bạn cần phải chuẩn bị gì chính xác đúng không? Và ngày hôm nay các bạn cần làm gì? Ok, thì đây là cái chương trình của mình ha. Cái chương trình của mình thì anh sẽ gồm có 3 phần. Anh cũng xin lỗi một chút luôn là có lẽ của anh sẽ phải đi hơi nhanh một chút. Tại vì thời gian mình cũng mình cũng không có nhiều thời gian nữa. Thì đây là 3 phần anh nghĩ rất là quan trọng. Cái đầu tiên á, đối với anh á, các bạn sẽ chưa cần phải. Tại vì thường khi mình nghe về giao tiếp á, mình thường hay nghĩ là gì? Là nghe và nói đúng không? Thì thật sự mà nói, ngày hôm nay với cái level các bạn chỉ đang là sinh viên thôi, anh sẽ cần các bạn nghe tốt hơn là nói. Dĩ nhiên một ngày nào đó các bạn lên vị trí dân sự như các chị ở đây thì các bạn sẽ phải nói nhiều hơn. Nhưng mà ở đây, trong những cái bước đầu tiên của sự nghiệp mình á, anh sẽ cần các bạn nghe nhiều hơn. Đó là lý do tại sao anh chọn cái phần là training đầu tiên là về kỹ năng nghe một cách chủ động. Tiếng Anh nó gọi là active listening ha. Cái phần thứ hai mà anh sẽ chỉ cho các bạn là về giao tiếp email. Anh chắc chắn là sau này các bạn xin việc. Ok, cái chuyện mà ngày xưa mà bây giờ mình có cái hồ sơ rồi bỏ vô cái bìa màu xám xám rồi chạy đi đến công ty á, nó bớt đi rất nhiều rồi. Bây giờ xin việc đầu tiên hết các bạn cũng xin việc qua email. Rồi sau đó các bạn nhận job offer, tức là người ta chấp nhận mời bạn vào làm cũng qua email, tất cả mọi thứ qua email. Và sau đó bước vô cái công sở mình làm việc thì tất cả mọi thứ nó đều diễn ra qua email hết. Như vậy thì cái cách thức giao tiếp email như thế nào cho nó hiệu quả? Thì đó là cái phần training thứ hai. Và cái phần training thứ ba đó cũng cực kỳ quan trọng luôn. Có rất nhiều người làm giỏi nhưng mà không biết sao xung quanh không ai thích mình hết. Anh ngược lại nha, nhiều người thích anh lắm. Em không tin em hỏi chị Trân bên này này. Ok,
Như vậy thì nó nằm ở vấn đề gì? Nhiều khi nó nằm ở cái vấn đề là văn hóa ứng xử. Và đặc biệt anh sẽ phải chia sẻ như vậy. Các bạn mà vô những cái công ty đa quốc gia đó, các bạn bị ngợp. Ồ, đông quá trời luôn. Đông là một nha, nhiều vùng miền là hai, và còn nhiều quốc gia nữa. Và có thể rất nhiều bạn trong số này nè, bao nhiêu bạn ở đây đã từng làm một cái dự án hoặc là một cái công ty hoặc một cái công việc mà có rất nhiều người nước ngoài làm chung với các bạn rồi. Đấy, cho nên nhiều khi mình vô, mình thấy ông sếp của mình là người Nhật, nhưng mà cái anh đồng nghiệp của mình là người Thái Lan chẳng hạn như vậy. Thì những cái văn hóa ứng xử như thế nào cho nó phù hợp. Thì đó là những cái câu chuyện rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Và đó là ba cái chủ đề chính mà anh và thầy Phạm Hồng Anh ở đây sẽ cùng chia sẻ với các bạn. Và coi anh sẽ xong kiếm hợp bích, coi anh sẽ thay phiên nhau, mỗi người sẽ nói về những phần khác nhau ha. Ok, bây giờ mình đi vô liền cái phần đầu tiên là phần training về kỹ năng nghe chủ động. Rồi, anh sẽ bắt đầu bằng một vài con số trước cho mọi người. Ok, nó bị lỗi phông nhưng mà anh nghĩ các bạn đọc đều được hết. Các bạn có biết rằng á, cái khả năng nghe của mình á là nghe được khoảng 125 từ một phút đến khoảng 200 mấy từ một phút. Nhưng mà các bạn nghĩ á, các bạn nghĩ nhanh hơn thế rất là nhiều. Mình nghĩ được cả ngàn chữ một phút. Và cái kỹ năng nói của mình á còn thấp hơn cả cái con số nghe nữa. Một lần mình nói ra đó, mình chỉ nói được khoảng từ 80 đến 100 chữ một phút thôi. Đặc biệt là trong tiếng Việt mình. Tiếng Việt mình gọi là ngôn ngữ đa âm ấy, tức là một chữ. Xin lỗi các bạn, mình là ngôn ngữ đơn âm. Ok, và giống như trong tiếng Anh á, sau này các bạn nói cái Anh chẳng hạn là ngôn ngữ đa âm chẳng hạn, thì thậm chí các bạn còn nói cái số từ bị ít hơn thế nữa. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Mình nghĩ được rất nhiều, nhưng mà mình nghe không kịp với cái mình nghĩ, mình nghe không kịp với cái người ta nghĩ. Chẳng hạn như là anh Hồng Anh đây, anh ngồi trong một phút này anh hay nghĩ ra được rất nhiều ý tưởng. Anh nói ra, anh sẽ không nói được hết toàn bộ những cái gì anh nghĩ. Và khả năng của mình nghe, mình có hấp thu được hết những cái gì anh nói hay không. Đây là tại sao mà ngay cả khi mình nghe đó, nếu mà các bạn chỉ nghe đơn thuần như nghe nhạc thì nó dễ rồi, nhưng nghe đây là nghe để mình chọn lọc thông tin, để mình biết xem cái sếp mình đang nói cái gì. Thì đó là một cái kỹ năng rất là quan trọng. Lên này, anh sẽ bắt đầu đi sâu vô hơn chút. Và các em có biết rằng đó, trong một cái cuộc hội thoại như vậy này, 75% thời gian của mình bị chi phối. Tức là anh nói 4 phút, thật ra có 3 phút và em bị chi phối bởi vậy rồi. Có thể cái bạn nam bên kia một mình ngồi với 5 cô con gái, thế nào lâu lâu cũng sẽ bị chi phối. Rồi chẳng hạn như là mình sẽ bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố khác. Cho như đang ngồi cái sau đó trên này thấy anh Đức này, nhớ lúc này ảnh nhảy đẹp quá, cái nghĩ về ảnh, cái mình cũng bị chi phối luôn thôi. Em tên Đức đúng không? Đấy, chẳng hạn như vậy. Rất là nhiều thứ mình bị chi phối bởi mùi, màu, âm thanh, tiếng động này nọ. Ok. Cho nên đó, thật ra trong một cái cuộc hội thoại 10 phút, thật ra mình chỉ tập trung được có 2 phút rưỡi đến 3 phút thôi. Còn lại mình bị chi phối rất là nhiều. Ok. Nhưng mà ngay cả khi mà tụi em không bị chi phối đó, thì khả năng nhớ của mình cũng chỉ nhớ được có 20% nội dung thôi. Giống như nãy giờ mấy câu hỏi mà chị Trân hỏi các bạn đó, 5 câu hỏi, các bạn có nhớ được hết toàn bộ không? Chắc chắn là anh không nghĩ là bạn nào ở đây nhớ được hết toàn bộ những cái ý mà chị Trân lúc nãy nói đúng không? Bằng chứng là cái quiz nãy đưa ra nha, vẫn có những câu hỏi các bạn không nhớ được hết. Ok, thì đấy, bản thân mình, cái khả năng của mình thì nhớ được khoảng 20% cái nội dung mà mình được chia sẻ thôi. Và những cái rất là quan trọng ở đây, hai con số cuối cùng là hai con số rất là đáng buồn. Ok, khoảng 35% doanh nghiệp được khảo sát trên thế giới đó, họ cho rằng cái kỹ năng nghe, cái kỹ năng mà các bạn có khả năng nghe đó, là một trong những tiêu chí bạn cần tuyển dụng. Ok, đưa vô interview này nào. Ok, tại sao người ta phải phỏng vấn các bạn? Phỏng vấn các bạn, người ta muốn nghe các bạn nói, và các người ta muốn nói cho các bạn nghe. Và trong cái đó là một cái cuộc hội thoại, có thể người ta sẽ hỏi lại những câu để người ta xem các bạn hiểu về cái lượng thông tin người ta đang đưa cho các bạn như thế nào. Người ta đánh giá cái kỹ năng nghe của bạn như vậy. Và 35% doanh nghiệp cho rằng cái kỹ năng nghe là một trong những tiêu chí để mà họ tuyển dụng. Và rõ ràng nếu mình không có là mình thua rồi, đúng không? Nhưng mà rất tiếc là bên trong cái môi trường học thuật của mình hiện nay đó, chỉ có khoảng 2% sinh viên được đào tạo bài bản về cái khả năng nghe. Cho nên những bạn nào đang ngồi đây, các bạn phải cảm thấy rất là vui, bởi vì các bạn có được cái may mắn là được công ty Amway tài trợ một cái buổi này để các bạn được training về những cái này. Tại vì không phải tất cả mọi người đều được training về cái này. Ok. Rồi, nãy giờ các bạn có câu hỏi nào không? Nãy giờ các bạn nghĩ các bạn nhớ được bao nhiêu phần trăm nội dung anh nói? Thật ra nãy giờ anh nói có 5 gạch đầu dòng đó, bạn nào nhớ được một gạch đầu dòng là anh vui rồi. Nhưng mà thôi, lát nữa mình sẽ test sau ha. Rồi, thế thì cái câu chuyện giao tiếp nó xảy ra như thế nào? Các bạn sẽ phải tưởng tượng ha, cái quá trình giao tiếp của mình là như thế này.
anh là người nói. Anh chọn một cái kênh nào đó để anh giao tiếp với các bạn. Ngay thời điểm hiện nay anh đang chọn cái kênh giao tiếp là anh nói trực tiếp với các bạn. Có thể một lúc nào khác anh text cho mấy bạn là một cái kênh giao tiếp khác. Có một lúc nào khác anh chat trên Facebook với các bạn là một cái kênh giao tiếp khác. Thì ngay cả thời điểm hiện nay anh đang chọn cái kênh giao tiếp. Ok, như vậy anh đưa ra một cái message. Qua cái kênh giao tiếp này các bạn nhận được cái message. Nhận được cái message này sau đó các bạn sẽ suy nghĩ, sẽ phân tích nó đúng không? Ok, cái này nó giống như là cái, giống như là anh đang đưa ra một cái tín hiệu và các bạn giải mã tín hiệu đó để xem các bạn hiểu được cái gì và sau đó các bạn trả lại cho anh. Ok, thì đó là cái quá trình giao tiếp. Vậy thì trong cái quá trình giao tiếp này chuyện gì xảy ra? Ok, đây ha, đây là cái nghiên cứu của những cái tác giả rất là nổi tiếng trên thế giới ha. Thì các bạn, thật ra các bạn đừng coi trong slide, tại vì anh nghĩ trong slide anh cũng không có đầy đủ lắm đâu. Nếu các bạn cần thì sau này anh sẽ gửi cái này qua cho bên Amway rồi họ share về cho các bạn cũng được, share qua file mềm cho các bạn cũng được. Ok, như vậy á các bạn sẽ thấy ha, là trong một cái thời điểm mình giao tiếp á, với bốn cái kỹ năng á, thì thật ra đó nghe chiếm 45% cái thời lượng đó, nó chiếm gần một nửa trong cái quá trình mình giao tiếp. Cho như hiện nay anh biết là trong cái quá trình giao tiếp hiện nay là các bạn đang nghe 100% luôn, cả các bạn chưa được nói mà, anh chưa cho nói mà, đúng không? Đấy, nhưng mà cho như sau này khi các bạn ra đi làm này chẳng hạn, các bạn sẽ thấy đó là trong những năm đầu đời của các bạn đó, cái vấn đề giao tiếp của bạn trong công ty đó, chủ yếu các bạn đang nằm ở phần nghe, các bạn nghe sếp nói, các bạn nghe đồng nghiệp nói, các bạn nghe những anh chị đi trước nói chẳng hạn như vậy, sau đó rồi các bạn mới có thể là nói trả lời lại, rồi các bạn đọc những cái tài liệu của công ty, rồi các bạn viết lại. Thì đây là một cái thống kê của một tác giả người Mỹ, họ đưa ra trong cái môi trường công sở thì các cái kỹ năng nghe nói đọc viết nó diễn ra như thế nào. Và rõ ràng các bạn thấy là nó rất là quan trọng. Ngay cả bây giờ các bạn đi học chẳng hạn như vậy, anh nghĩ các bạn nghe vẫn nhiều hơn là các bạn phải đứng lên thuyết trình, đúng không? Đó là lý do tại sao cái kỹ năng nghe cực kỳ quan trọng. Rồi ha. Nhưng mà nói ngâm trong cuộc đời của mình là không phải lúc nào mình cứ ngồi mình nghĩ là mình ngồi đây mình nghe là mình nghe. Tại vì thực tiễn mà nói đó, thì trong lúc bạn nghe có rất nhiều loại tiếng ồn. Anh ở đây anh đang dùng tạm cái từ là tiếng ồn, nhưng mà anh sẽ giải thích cho bạn hiểu cái tiếng ồn mà anh đang nói là gì. Cái tiếng ồn căn bản nhất mà các bạn thường hay nghĩ về đó là tiếng ồn vật lý. Anh đang nói, cái bạn nào có điện thoại rung, ok, xin lỗi, điện thoại rang, ok, cái tiếng ồn đó là tiếng ồn vật lý, là tiếng ồn mà mình hay nghĩ về nhiều nhất. Nhưng còn có những loại tiếng ồn khác nữa, chẳng hạn ha, để xem coi, có những cái dạng tiếng ồn là tiếng ồn tâm lý. Bạn nào ở đây đang có chuyện buồn? Có ai đang có chuyện buồn không? Có ai mơ tối qua mới cãi nhau với người yêu không? Em có vẻ buồn, em tối qua em có cãi nhau với người yêu không? À không có hả? Không có là em không có cãi nhau với người yêu hay em không có người yêu? À không có người yêu hả? Không sao hết, lát nữa qua bạn bên kia ngồi kìa, bạn kia nhiều nữ. Ok, cái gì tiếng ồn tâm lý hả? Giả sử như hôm trước em mới cãi nhau với người yêu, hôm nay em vô lớp em ngồi học, em nghĩ em có tập trung nghe được hết những gì thầy giảng không? Không. Ok, đó là cái tâm lý của em nó cắt đầu. Ok, đó là cái tiếng ồn tâm lý. Chẳng hạn như là em đang sáng, chưa kịp ăn sáng, vô lớp học nói quá đâu tập trung nghe học được đâu, đúng không? Đó là một dạng tiếng ồn tâm lý. Ok, nhưng còn có những cái tiếng ồn khác, nhưng mà cái tiếng ồn tâm lý đó mình vẫn có thể control được, đúng không? Mình vẫn có thể kiểm soát được, chi phối được. Nhưng có một cái dạng tiếng ồn rất là khó để chi phối là tiếng ồn về văn hóa. Ý anh nói tiếng ồn về văn hóa là gì? Đầu tiên hết ha, những cái câu chuyện đó là đơn giản thôi. Cái như khác biệt về vùng miền, sử dụng những từ ngữ khác nhau. Ok, khác biệt về ngôn ngữ. Cho như anh giảng cho các bạn, nhưng bởi vì anh có thời gian sống làm việc ở nước ngoài rất là dài, anh quen giảng bằng tiếng Anh, cho nên khi anh giảng tiếng Việt anh vẫn chêm những từ tiếng Anh vô. Các bạn nghe không hiểu được cái từ tiếng Anh đó. Rõ ràng đó là cái cản trở, đúng không? Có thể là cùng một cái chữ đó, anh hiểu khác, em hiểu khác. Chắc như vậy, đó là một cái cản trở, đúng không? Nhất là bạn nào mà có người yêu rồi đó, sẽ thấy là nhiều khi mình nói con này ra cổ nghĩ khác mình. Chắc như cổ hỏi anh chẳng hạn như, đấy, anh kể ngay luôn, ngày hôm qua anh đi chơi với người yêu anh. Cái bạn gái anh nói, hôm nay thấy em đẹp không? Anh nói, cũng được. Đối với anh là đẹp mà đối với cổ là không đẹp rồi. Chẳng hạn như vậy. Thế giờ cùng một cái chữ nói ra, nhưng mà mỗi người họ nghe và họ giải mã nó khác nhau. Đây là cái nguồn về văn hóa. Vậy nãy giờ anh nói với các em rất là nhiều những cái gì? Nãy giờ anh đang chia sẻ với các em về cái tầm quan trọng của việc nghe. Anh cũng đang giải thích cho các em á. Mình đẻ ra mình nghĩ cái chữ nghe là dễ, đúng không? Nghe chứ ngồi yên là nghe rồi. Ok, có hai lỗ tai là nghe rồi. Nhưng thật ra nghe nó khó hơn rất nhiều.
nó có rất nhiều những cái cản trở trong đó. Nó có những cái dạng tiếng ồn khác nhau để nó cản trở mình. Như vậy thì bây giờ làm sao để mình nghe cho hiệu quả đây? Ok, tại vì thời gian mình không có nhiều cho nên anh sẽ đi hơi nhanh ở cái chỗ này một chút. Thay vì có một cái game thì anh sẽ cho nó đi qua nhanh một chút ha. Rồi, như vậy á, đầu tiên hết. Còn em kiếm trong slide có không? Không có đúng không? Thôi để mốt anh gửi cho. Còn em quên cái slide này đi. Ok. Đầu tiên hết ha. Một trong những cái rất là quan trọng. Mình nghĩ là nó nhỏ, nhưng thật ra nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc mình nghe. Là lúc nào mình cũng phải giữ cái sự tập trung đối với người đang nói và đặc biệt là eye contact. Ok. Anh thấy anh nói xong các bạn nào cũng nhìn anh chậm chậm hết trơn rồi. Đúng rồi đó, các bạn làm vậy là đúng rồi đó. Nhưng mà anh sẽ nói như vậy. Các bạn tưởng tượng ha, sau này các bạn vô các bạn đi làm. Giống như chị Yến ở đây, giám đốc nhân sự đang ngồi tuyển dụng bạn. Các bạn vẫn nghe bình thường ấy, nhưng các bạn không nhìn chị. Giống như là chị đó, đây, chị đó đang nói chuyện với anh ha. Chị đang nói gì đó mà anh cứ nhìn đây. Ok, chị này bực không? Em rớt rồi chắc chắn luôn. Đúng không? Mà chắc như là nếu anh đang không xin việc mà anh đang làm việc trong công ty đi, chị đó cũng rất là bực. Đúng không? Và em nhìn đây em có nghĩ là em sẽ nghe được chị đó 100%? Không, chắc chắn sẽ có những cái gì đó nó distract em xung quanh. Như vậy đầu tiên hết cái chuyện rất là nhỏ thôi, là khi mình trong một cái buổi giao tiếp, để mình nghe được cách chủ động, để mình chuẩn bị được cái tâm lý, để mình đón nhận được thông tin tốt nhất, thì đầu tiên hết là giữ eye contact với người kia. Ok, dĩ nhiên không phải là nhất thiết lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Ok, anh ra đường mà cô nào nhìn anh chằm chằm anh khó chịu lắm. Ok, mà thật ra cậu nào nhìn anh chằm chằm anh còn khó chịu hơn nữa. Nhưng mà đấy, nhưng mà tức là em phải giữ được một cái mức độ eye contact nhất định. Ok, cái thứ hai ha. Thôi cái ý này thì không quan trọng lắm. Thật ra cái từ tiếng Anh mà anh hay dùng á là be attentive but relaxing. Ok, tức là mình tập trung nhưng mà mình giữ một cái mức độ thư giãn nhất định. Cho như anh thấy em áo đỏ này là ngồi là chuẩn nhất ấy, tức là nhìn anh liên tục, gật gù theo nhưng mà không có căng thẳng, rất là nhẹ nhàng. Ok ha. Nhưng mà đây là một cái mà anh nghĩ là một cái chuyện khác quan trọng hơn. Giữ một cái thái độ cởi mở. Các em nghe, hãy nhớ rằng á là we listen for ideas, tức là mình lắng nghe về ý tưởng. Khoan vội đánh giá qua câu chữ, khoan vội đánh giá qua người đó. Và anh giả sử ha, lúc nãy anh được giới thiệu lên đây, anh là giám đốc của một chương trình tại Trung tâm Văn hóa Giáo dục UNESCO. Anh có 5 năm sống làm việc ở nước ngoài. Anh có khoảng 7-8 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo người trẻ. Chẳng như vậy, khi mà mọi người giới thiệu anh lên đây, anh nói chuyện với các bạn, có thể các bạn sẽ tập trung nghe anh hơn. Còn giả sử như lúc nãy giới thiệu anh lên đây, anh thất nghiệp 3 năm nay rồi, chủ yếu ở nhà là cứ tháng đi chém gió 1 lần. Ok. Thì lập tức khi anh lên đây anh nói nè, mặc dù anh nói y hệt những cái ý tưởng vừa rồi anh nói, các bạn ít kênh anh lại đúng không? Ok. Nhưng thật sự đó là cái sai lầm của mình. Đó chính là cái tiếng ồn văn hóa đó. Tại vì mình để cho những cái yếu tố khác bên ngoài nó chi phối. Mình lập tức mình vô mình quy chụp liền. Thất nghiệp 3 năm chắc biết gì mà nói. Biết đâu được, ổng thất nghiệp 3 năm, ổng ở nhà, ổng đọc sách chỉ chuyên về vấn đề communication thì sao? Cho như vậy. Cho nên á, đầu tiên hết cái mà anh khuyên của em á, là đánh giá về ý tưởng. Tức là hãy nghe xong cái ý người đó nói là cái gì. Trước khi mà vội, ông này background vậy thôi chắc khỏi nghe. Cái câu chữ ông này vậy. Nhiều khi á, có những người á, họ nói những ý rất là tốt, nhưng cách họ nói khó nghe. Bao nhiêu bạn ở đây đã cần có những cái YouTube của thầy Lê Khẩm Dương nói rồi. Thầy đó bên khối ngành ngân hàng. Thì anh nghĩ là có thể một số bạn ở đây ít nghe. Nhưng thật ra thầy Dương nói chuyện không phải dễ nghe nha. Thầy có một cái phong cách rất là dân dã, bình dân. Nhưng mà ngược lại nhiều khi thầy dùng từ cũng hơi khó nghe. Nhưng mà thật ra ý tưởng của thầy thì rất là tốt. Đấy. Nhưng mà nếu mà những... Đó là cái do tại sao anh khuyên tụi em là giữ một cái thái độ cởi mở. Ok. Trang Như vô, ngồi với chị Yến. Trước khi vô nghe mấy đứa kia nói, bà dữ lắm. Ok, vô là thấy giữ cái thái độ vậy rồi là bắt đầu mình sẽ có cái gì? Offensive các bạn. Tức là nói chung lúc nào cũng sẵn sàng để mà chống đối lại cả gì nghe đồn bà này dữ lắm hay bắt nạt người mới lắm. Chẳng hay như vậy. Không có, anh giỡn hay chị Yến rất là dễ thương. Ok, ha. Đấy, đó là cái lý do cả sao nói là khi mà em nghe thì mới bước vào, hãy giữ cho mình một cái thái độ cởi mở. Rồi.
Ok, rồi. Đây là một trong những cái mà anh nghĩ là sinh viên ít làm. Thật ra ngày xưa á, khi anh học ở đại học UCLA là một trong những đại học lớn của Mỹ, thì anh được thầy anh dạy và bắt anh làm cái này. Đặc biệt anh học về cái ngành là quản kinh tế. Anh không biết bao nhiêu bạn ở đây biết về cái ngành quản kinh tế, nhưng quản kinh tế là một cái ngành rất là khô, cực kỳ khô. Ok, suốt ngày vẽ đồ thị rồi phân tích, sau đó rồi nhận data rồi analysis này nọ, rất nhiều những cái đó. Thì thầy anh lúc nào cũng dạy anh một cái điều rất là thú vị, tức là khi á mà anh nhận những cái thông tin, khi anh nghe thầy anh giảng, thầy hãy tưởng tượng vẽ lại cái bức tranh đó. Giống như là mình làm một cái exercise trong đầu mình, mình làm cái bài tập nhỏ trong đầu là mình đang vẽ lại. Cho như khi anh nghe về thông tin Việt Nam thế này, Thái Lan thế kia, tốc độ tăng trưởng này nọ, hãy vẽ lại cái bức tranh Việt Nam trong đầu như thế nào, vẽ lại bức tranh Thái Lan trong đầu như thế nào, vẽ lại những cái hình, tức là mình gợi lại những cái hình ảnh về những cái về những cái thông tin mình đang nhận được. Tại sao mình làm như vậy? Bản thân con người của mình á, rất nhiều người trong số chúng ta, theo thống kê là khoảng 75% số người là visual learning. Ok, sorry, visual learner. Visual learner tức là người học qua hình ảnh. Ok, bao nhiêu bạn ở đây cảm thấy là mình học á, mà mình đọc những cái sách có hình minh họa đó thì nó dễ hơn là sách toàn chữ không? Nghĩ rất nhiều bạn ở đây rơi vô trường hợp đó, đúng không? Cái như mình là visual learner. Ok, đấy. Còn cái như là bây giờ anh không có sách, không có slide, không có gì cho các bạn hết, bỏ luôn cái này luôn, anh đứng đây và anh nói một mình, chắc chắn khó nghe hơn, khó tiếp nhận thông tin hơn rất nhiều, đúng không? Bởi vì bản thân chúng ta, hầu hết chúng ta đều là những người visual learners. Mình học qua hình ảnh, minh họa rất là dễ. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà em tiếp nhận thông tin, hãy thử vẽ lại những cái liên quan đến cái thông tin đó. Ok, để các em tiếp nhận dễ hơn. Ok, chẳng như bây giờ anh ngồi anh nói khao khao bất tuyệt cho các em về các cái tỉnh thành ở Việt Nam, rất là khó nhớ. Nhưng nếu mà các em thử tưởng tượng, ok, anh nói đến Vũng Tàu rồi, tưởng tượng lại hồi trước đi cắm biển rồi, vậy. Ok, rồi anh nói về Đà Lạt, bắt đầu tưởng tượng về Đà Lạt. Thì khi của em làm một cái exercise vẽ lại những cái hình ảnh ở trong đầu, của em sẽ cảm thấy cái hình ảnh nó dễ hơn, mình dễ tiếp thu hơn. Ok. Cũng giống như vậy, cái ý số 5 này tương tự như cái ý số 3. Khoan vội đánh giá ra. Ok. Và rất nhiều bạn á, anh biết các bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ bây giờ đó, khi mà người ta đang nói nương chừng, mình rất là hay nhảy vô mình cắt lời. Và mình chụp liền những cái ý tưởng của mình. À không, em biết làm cái này rồi. À không, em biết làm cái kia rồi. Không, cứ để thầy em nói trước hết đã. Đặc biệt anh thấy trên mạng xã hội bây giờ dân tình lên là nhận xét rồi đưa lên những cái ý kiến rất là nhiều. Và nhiều khi là mình chưa có nhận được đầy đủ thông tin, chẳng hạn như vậy. Ok, nhưng mà đó là những cái sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình nghe của tụi em. Tụi em sẽ không còn nghe được một cách chủ động nữa. Tại vì lúc đó, khi mà tụi em nghe một cái thông tin, ok, giả sử như ha, bây giờ các em nghe một cái thông tin mới về Formosa. Anh biết hầu hết các bạn ở đây đều lập tức sẽ có một cái ác cảm như nó, đều sẽ quy chụp một cái gì đó. Ok, nghe Formosa xây thêm cái nhà máy khác thứ hai, chưa cần biết nó là công nghệ gì, chưa cần biết nó làm cái gì, chưa cần biết nó gì, chỉ nghe nói Formosa xây nhà máy là lập tức mình quy chụp những cái đó. Nhưng mà đó chính là cái lúc mà nó cản trở cái quá trình tiếp nhận thông tin của các em. Các em vẫn có quyền đánh giá ở cuối cùng mà. Thì khoan, hãy đánh giá đã, hãy lắng nghe hết cái thông tin để nhận nó vào. Ok. Rồi. Một cái kỹ năng khác là cái kỹ năng mình đặt những cái câu hỏi để mình làm rõ. Ok, đặt những cái câu hỏi để mình làm rõ ha. Thì cái đầu tiên mà anh khuyên á là đợi người nói, họ nói xong hết ý của họ, các bạn hãy đặt cái câu hỏi để làm rõ. Và đó có rất nhiều dạng câu hỏi. Anh không biết ngày hôm nay của anh có đủ thời gian để đi không, nhưng mà có 4 loại câu hỏi chính để mà mình sử dụng trong quá trình giao tiếp. Ok. Nhưng á, mà trong cái quá trình mình đang giao tiếp, anh đang nói đang giao tiếp này, chứ không phải là cái việc giao tiếp đã kết thúc rồi. Trong quá trình mình đang giao tiếp ha, thì tụi em hãy nhớ rằng á, chỉ đặt những câu hỏi nào để làm rõ vấn đề. Ok, chẳng hạn như anh nói nãy giờ maybe có một ý nào đó tụi em không đồng ý. Ok, tụi em kính phản biện đúng không? Những câu hỏi phản biện đó để dành ở cuối cùng. Anh Hiếu ơi, em không đồng ý với cái này, em học mà em thấy hình ảnh em không học vô, anh nghĩ sao? Ok, những câu hỏi mang tính phản biện đó mình để cuối cùng. Trong quá trình mình đang giao tiếp giao đổi vậy nè, chỉ đặt những câu hỏi để làm rõ cái ý mà người kia đang hỏi là gì. Anh ơi, anh nói như dày, có nghĩa là gì? Ý anh visual learner nghĩa là gì? Chẳng hạn như vậy. Rồi, một trong những cái anh nghĩ cũng rất là quan trọng ha, là đưa ra phản hồi. Thật ra nãy giờ trong cái quá trình mà mình đang nói chuyện với nhau vậy nè, các bạn
tương đối là khá thụ động, các bạn chưa đưa ra phản hồi cho anh. Nhưng mà khá ra anh quen chuyện đó rồi, cậy anh làm việc với sinh viên nhiều, anh hiểu. Ok, nhưng mà chắc như sau này á, khi còn em vô, còn em làm việc với sếp. Ok, một lần nữa anh lấy ví dụ chị Trân đi, em làm việc với chị Trân. Em để cho chị Trân nói suốt 20 phút, không có ý kiến gì hết, em ngồi em nhìn vậy thôi. Mà dù vẫn nhìn tập trung ấy, ai canh thác mắt nhìn mắt đúng không, nhìn đắm đuối này nọ, nhưng mà mình không đưa ra gì hết. Cuối buổi chị Trân hỏi em có câu hỏi gì không? Dạ không chị. Ok, thì nó cũng không phải là một cái cách giao tiếp hiệu quả. Mình sẽ nên cố gắng suy nghĩ để đưa ra những cái phản hồi. Ok, đưa ra những cái phản hồi. Phản hồi này để làm gì? Thứ nhất, để giúp cho chị Trân biết là tụi em đang nghe. Thứ hai, để giúp cho chị Trân biết là tụi em đang không hiểu cái gì, đang không nghe được cái gì. Thứ ba, để giúp cho chị Trân biết chị Trân có đang nói cốt hay không, chẳng hạn như vậy. Ok. Và cái cuối cùng là cái anh nghĩ là nó tương đối ít quan trọng ở thời điểm này, nhưng về sau á, ngày xưa anh đã từng tham gia một cái chương trình đào tạo, là chương trình đào tạo về đàm phán. Em biết 70% á, những cái người khi họ ngồi đàm phán á, 70% của anh tập trung vô ngôn ngữ cơ thể rất là nhiều, để mình nhìn, mình hiểu xem coi đối tác mình đang có cái suy nghĩ gì, đang có những cái logic gì. Đợt vừa rồi mà coi, em coi mà Donald Trump với lại Hillary Clinton á, những cái debate chẳng hạn, về sau đó rất nhiều bài phân tích là ta chỉ tập trung vô phân tích ngôn ngữ cơ thể. Nhưng dĩ nhiên ở cái thời điểm này của em còn rất trẻ, của em đang gọi là gì, early career đúng không, cái là những năm đầu của cái sự nghiệp của mình, thì thật ra câu chuyện về ngôn ngữ cơ thể này nó chưa quá là quan trọng. Ok, rồi như vậy ha, anh sẽ tóm tắt lại cái quá trình nghe chủ động của mình. Nên vừa rồi là những cái lời khuyên. Ok, đây là bốn cái anh hay gọi nôm na là bốn cái bước, trong đó anh nghĩ cái bước số 3 có lẽ là bước quan trọng nhất, có lẽ là bước quan trọng nhất. Ok, nghe. Vừa rồi anh đưa nói rất là nhiều những cái tips khác nhau về nghe rồi. Ok, đặt câu hỏi. Anh sẽ xem coi cuối giờ mình có nhiều thời gian không, anh sẽ đi sâu hơn về cái chỗ đặt câu hỏi. Nó có bốn dạng câu hỏi, khi nào mình nên đặt những câu hỏi nào. Ok, và câu hỏi đó mình đặt ra với cái tác dụng gì. Ok, nhưng mà anh sẽ để cái đó lại cuối giờ. Nhưng cái ý số 3 này là cái ý rất là quan trọng. Các bạn á, thường không có thấy thói quen, chẳng như ok, anh biết cái thuật ngữ này, anh chưa kịp làm cái từ tiếng Việt chuẩn cho cái thuật ngữ này, nhưng mà cái từ tiếng Anh nó gọi là paraphrase. Tức là khi các bạn nghe người ta nói xong, các bạn nói lại cái ý của người ta bằng cái ngôn ngữ riêng của mình. Ok. Nhưng cái đó, đó là cái cách để thứ nhất các bạn vận dụng những cái ngôn ngữ riêng của mình để các bạn nói lại cái ý người ta, để xem coi để cái người mà đang nói bây giờ đó, họ có hiểu, họ có biết là bạn hiểu chính xác cái mà người ta đang nói hay không. Ok. Đó là một trong những cái thói quen anh có ngày xưa. Ok, ngày xưa anh có cái background là anh đi làm tư vấn, anh làm ở Deloitte, là một công ty, một trong bốn công ty kiểm toán và tư vấn lớn trên toàn thế giới. Thì anh đi tư vấn cho các cái khách hàng doanh nghiệp. Thế giới khách hàng doanh nghiệp anh, họ nói cái câu này, giống như khách hàng doanh nghiệp của anh là Samsung đi, Samsung họ nói anh là tôi cần các anh tư vấn cho lý do tại sao mà cái điện thoại Note 7 bán không chạy. Thì cái thói quen đầu tiên của người tư vấn á, là của anh phải lặp lại vấn đề của khách hàng bằng cái ngôn ngữ riêng của mình, để mình confirm, để mình xác nhận lại với khách hàng là mình đang hiểu đúng cái ý của người ta. Ok. Chẳng hạn như khi mà khách hàng nói với anh câu đó, có rất nhiều người hiểu những cái khác nhau nha. Khi mà nói là tại sao cái điện thoại Samsung Note 7 bán không chạy, thì những cái chữ cần làm rõ ngay lập tức á, không chạy nghĩa là gì. Thì anh phải có nhiệm vụ anh hỏi lại là em hiểu như vậy có đúng không chị? Tức là anh đang đóng vai trò là người tư vấn, anh đang nói chuyện với lại sếp của bên Samsung. Em hiểu gì có đúng không chị? Tức là hiện nay điện thoại Samsung Note 7 của mình đang bán dưới cái mức mục tiêu mà mình đặt ra. Tại vì có thể cái chữ bán không chạy này có nghĩa có thể đối với người ta đó là nó vẫn đạt được cái chỉ tiêu người ta muốn, nhưng mà nó thấp hơn thằng Apple 7. iPhone 7 là người ta đã không vui rồi. Hay bán không chạy đây là dưới cái chỉ tiêu của người ta. Hay bán không chạy đây là bán không được cái nào luôn. Cho nên vậy, một cái chữ nó có rất nhiều ý nghĩa. Cho nên người ta nói Vinamilk gặp anh nói là hiện nay doanh số bán sữa của anh chỉ đạt 30%. Lập tức anh phải có nhiệm vụ anh đặt lại một cái, anh phải paraphrase nó lại, cái là anh nói lại cái đó bằng cái ý của anh. Dạ thưa anh, có phải ý anh nói là sữa tươi anh bán tại thị trường Việt Nam chỉ đạt được 30% của năm 2017 không? Hay là 2016 không? Hay là 30% của cùng kỳ năm ngoái? Hay là 30% kế hoạch anh đặt ra? Hay là 30% do ai đó đặt ra? Hay là 30% của thị trường sữa đang bán? Chẳng hạn như vậy. Nhưng đó là một cái để mà các bạn cần phải lưu ý. Khi mà mình nói chuyện với người ta, có thể người ta đang suy nghĩ về cái luồng suy nghĩ của người ta, cho nên người ta nói ra những câu mà nó có thể là dẫn đến rất là nhiều những cái misleading khác nhau, những cái ý nghĩa
sai lệch khác nhau. Và việc các bạn paraphrase nó lại bằng cái ngôn ngữ riêng của mình sẽ giúp cho người ta hiểu là bạn có nói đúng cái ý đó hay không. Tại vì việc mà Vinamilk bán 30% mà là 30% cái mục tiêu họ đề ra, nó khác hoàn toàn với lại là 30% của toàn thị trường. Cái hay là trước giờ Vinamilk nó quen là nó chiếm lĩnh 50% thị trường rồi, bây giờ nó bán được có 30% nó buồn. À, chẳng hạn như vậy, có thể 30% có nghĩa là 30% của cùng kỳ năm ngoái, thì nó lại là một câu chuyện khác. Đấy, thì vì các bạn paraphrase nó lại và diễn dịch cái ý mà mình hiểu về cái ý người ta mới nói là một điều rất là quan trọng. Và ở đây anh lưu ý luôn, dùng iMessage. Cái iMessage này không như gì liên quan đến iPhone đâu. Ý anh nói iMessage ở đây á, tức là bắt đầu những cái câu của mình bằng cái cụm là em hiểu như vậy. Ok, em nghĩ như vậy. Để mình cho người ta biết là đây là cái personal opinion của mình, đây là cái ý kiến đánh giá chủ quan của mình. Một cái khác ha, anh lấy một cái ví dụ hoàn toàn khác, giờ quên câu chuyện kia đi. Giả sử như anh với Đức vô phòng làm việc với nhau, anh nói một chàng, chẳng như anh phê bình Đức cái gì đó, giờ rồi em nhảy không có đủ hot, chẳng hạn như vậy. Anh phê bình Đức một loạt. Ok, Đức có hai option để Đức trả lời anh như vậy: anh làm gì mà anh chê em dữ vậy? Với cái option 2 là em cảm thấy buồn vì những lời vừa rồi của anh. Thì anh sẽ khuyên các bạn nên chọn option số 2. Ok, cái gì có thể ý anh không phải là chê, ý anh chỉ là nhận xét một cái rất là khách quan. Nhưng mà việc em cảm thấy như thế nào? Ok, khi các bạn dùng cái iMessage, cái là cái câu mà bắt đầu bằng chủ ngữ là tôi, để các bạn nói cho người ta biết là đó là cái feeling của tôi, đó là cái tôi hiểu, đó là cái tôi nghĩ. Không có nghĩa là tôi đang quy chụp anh làm chuyện này. Nếu mà Đức nói là anh làm gì, anh vô anh tấn công em như vậy, thì lập tức anh lại có cảm giác bị tấn công. À, này nó complain mà. Nhưng mà nếu mà Đức chỉ nói với anh là em cảm thấy không vui vì những lời anh vừa mới nói, thì anh hiểu là ok fine, tức là Đức đang cảm thấy không vui về cái chuyện đó. Ok, cái việc các bạn dùng iMessage, đặc biệt sau này trong giao tiếp tiếng Anh rất là quan trọng. Ok, I feel something, I think something, I believe something. Ok, thay vì em nói là you're not good, ông không giỏi, ông không phải sếp giỏi, you are not a good boss. Ok, I think the way you lead the company is not good. Đây là ý kiến của con. Ok, chỉ với những cái tactic như vậy thôi mà em tránh được rất là nhiều những cái sự nhạy cảm trong cái giao tiếp của mình. Và cái cuối cùng, ok, là cái sự đồng ý. Anh biết rất nhiều bạn ha, anh giao task xuống, nhận task đầy, anh giao công việc xuống, nhận công việc đầy đủ rồi, các bạn chỉ quên là một chuyện thôi, là em confirm em đã nhận công việc, em xác nhận em nhận email của anh rồi. Anh ngồi anh chờ hoài và anh sẽ lo lắng, giống như anh email cho em áo đỏ, em tên gì, Hồ, Thọ. Ok, anh email cho Thọ nói Thọ ơi, Thọ làm cái này cho anh, gửi lại anh trước 12 giờ. Thọ nghe, Thọ hiểu hết, Thọ đồng ý hết. Thọ chứ không email lại cho anh nói dạ em đã nhận được rồi. Thọ cứ âm thầm Thọ làm. Thì từ bây giờ cho đến 12 giờ, anh lo, anh không biết Thọ nó có nhận được hay không. Ok, chỉ với một cái bước đơn giản vậy thôi, là confirm, xác nhận, đồng ý. Em ngồi em nói chuyện với sếp xong cho đã, sếp phân tích này nọ, em cần cải thiện những điểm này, cái điểm kia gì đó, em hiểu hết rồi, em paraphrase rồi, em nói lại này nọ. Thì cuối buổi em nên xác nhận cái là dạ rồi, em hiểu những cái này anh đã nói, em đồng ý với những điểm A, B, C, X, Y, Z sau này. Để cuối cùng đó là cái động tác em confirm, em xác nhận lại cái thông tin mà em vừa mới nhận được. Đó không phải là những cái thói quen hàng ngày của mình. Anh biết là nói chuyện bạn bè với nhau cuối cùng đâu có đứa nào mà có cái thói quen confirm lại, hay có đứa nào có cái thói quen paraphrase đâu. Nhưng mà trong một cái môi trường giao tiếp công sở, trong cái môi trường mà tụi em làm việc chuyên nghiệp, trong môi trường mà tụi em có thể là phải dùng ngôn ngữ khác chứ không phải là ngôn ngữ Việt Nam, có thể là sếp người nước ngoài chẳng hạn như vậy, thì việc tụi em làm đầy đủ những cái bước này nó sẽ giúp cho tụi em rất nhiều. Nghe, anh đã nói rồi ha, 10 cái lời khuyên lúc nãy anh đưa ra. Ok, đặt câu hỏi, nếu lát nữa mình có thời gian mình sẽ quay lại câu chuyện đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi để làm rõ các ý xong, paraphrase nó lại theo cái ý mà mình đã hiểu, để ông sếp nghe lại cuối cùng xem coi ông thấy có cái điểm nào mismatch với ông không, có điểm nào không phù hợp với ông không, rồi cuối cùng xác nhận và đồng ý là mình đã tiếp nhận đầy đủ thông tin. Ok, thì đó là các cái step của một cái quy trình mà người ta gọi là active listening, tức là nghe một cách chủ động, đón nhận thông tin một cách chủ động. Rồi anh hỏi có bao nhiêu bạn có câu hỏi. À, lúc nãy có cái lời khuyên của anh là đưa ra phản hồi, các bạn nhớ không? Đây. Rồi bây giờ anh đang chờ phản hồi của các bạn đây. Các bạn nào muốn paraphrase lại thêm gì anh đã nói không?
Không, anh không cho Đức nói. Anh dành cho sinh viên nhiều hơn. Em già rồi Đức. À, không có bạn sinh viên nào muốn ra paraphrase, cũng không có bạn nào muốn có câu hỏi, cũng không bạn nào muốn đưa ra nhận xét. À, em tên gì? Thủy Hằng. Anh chưa hiểu ý câu hỏi của em. Đến phiên anh phải paraphrase lại câu hỏi của em. Ok, rồi ha, anh confirm lại cái ý mà bạn này đang hỏi ha, để làm rõ cho mọi người hiểu ở đây luôn. Bạn này nói đó, đặt cho một cái bối cảnh là mình có trên nhiều trên hai người, tức là mình có nhiều người một group với nhau. Ok. Mình chỉ nhìn một người đang nói thôi, thì những người khác xung quanh có cảm thấy lạc lõng hay không? Rồi, anh sẽ hỏi ngược lại các bạn ở đây luôn. Trong phòng này có nhiều người đúng không? Nãy giờ một mình anh đang nói đúng không? Các bạn nhìn anh, những bạn không được nhìn có cảm thấy là bị lạc lõng không? Không em. Ok. Cho nên anh với anh Hùng Anh cùng là người trending. Anh Hùng Anh sẽ chuẩn bị bước lên trend của em ngay bây giờ. Nhưng mà nãy giờ anh nói tụi em nhìn anh, tụi em đâu nhìn anh này đâu đúng không? Nhưng mà chắc chắn anh Hùng Anh không cảm thấy bị lạc lõng. À, ok. Cho nên ngay hiện nay đó. Vậy sao lúc nãy anh paraphrase sai, em không sửa anh. Ok. Đấy, em thấy không? Khi em nói ra có thể anh đang hiểu sai ý của em. Chị Yến thông minh hơn chị Yến hiểu đúng cái ý của em. À, cho nên như vậy. Ok, quay trở lại liền câu trả lời của em. Dĩ nhiên á, khi anh làm diễn giả, thời gian đầu á, anh rất là hay có thói quen là ai đặt câu hỏi cho anh nhìn lại ngay người đó để anh trả lời. Nhưng càng về sau á, anh sẽ bắt đầu phân tích cái câu hỏi đó. Nếu đó là câu hỏi mang tính cá nhân, anh sẽ nhìn em, anh trả lời. Cho như em vừa rồi, nếu em không đặt câu hỏi giống như vậy, mà em đặt một câu hỏi là bạn trai em nó nói cái ý này nè, em nghe vậy hiểu có đúng không? Ok, thì đó là một câu hỏi mang tính cá nhân hơn của em, thì anh sẽ nhìn em để anh trả lời. Nhưng vừa rồi đối với anh đó là một câu hỏi mà áp dụng chung cho tất cả mọi người, và anh nhìn xuống tất cả mọi người để anh trả lời. Ok. Rồi, còn câu hỏi nào khác nữa không mấy bạn? Em tên gì? Tài. Ok. Thì em như em nghĩ lúc đầu anh nói là em hiểu thường xuyên đưa ra phản hồi, không chỉ là mình hỏi lại mà mình còn có thể là thể hiện qua gật đầu. Chính xác đúng rồi, hoàn toàn chính xác. Ok, ý của bạn Tài nói đó, đưa ra phản hồi này có bắt buộc phải là nói không hay là làm những gì khác? Cô em gật đầu, cô em gật gù, cô em vỗ tay, cô em cười chẳng hạn như vậy. Và đưa ra cái lời nói đó cũng không nhất thiết phải là em đồng ý, có thể là em nhận xét cái này, em có câu hỏi này, em muốn làm rõ thêm ý này. Tất cả những cái đó đều được gọi là phản hồi. Phản hồi có thể đưa qua hình thức bằng ngôn ngữ hoặc là phi ngôn ngữ đều được ha. Và đưa ra phản hồi bằng ngôn ngữ cũng không nhất thiết phải là đồng ý với anh, mà có thể là câu hỏi, có thể là nhận xét, có thể là đưa ra một tình huống của cá nhân mình cũng hoàn toàn được ha. Các bạn hiểu ý của bạn Tài chưa? Rồi, còn câu hỏi nào không mấy bạn? Em tên gì? À, tập trung thư giãn. Trong lúc giả dụ như trong họp thì mình không có sếp đang chỉ trích hoặc là đang góp ý nhiều quá, tập trung vừa là tập trung vừa. À, tập trung thư giãn. Ok, rất là tốt. Đức đứng lên nhanh mượn cái ghế cái. Ok, anh nghĩ đây là một cái ví dụ rất là tốt ha. Giả sử như em nữ đó đi, em mà có cái chai ok, chai giặt đồ ấy, em có tên gì? Ok, em đang chỉ trích anh ha, em là sếp của anh, em đang chỉ trích anh. Ok, tập trung dĩ nhiên là mình giữ eye contact, mình lắng nghe người đó rồi. Thư giãn á, có rất nhiều dạng thư giãn. Bạn bè với nhau á, ngồi gì thư giãn được. À, sếp đang nói mình ngồi gì thư giãn, nó kỳ. Kiểu như sếp nó nói vậy mình cứ ngồi. Ok, kỳ không? Kỳ, ok. Nhưng mà thư giãn ở đây, nhưng mà ngược lại ha, nếu mà em tưởng tượng ha, sếp nói tập trung, nghiêm túc, nó cũng tạo ra một cái áp lực rất là lớn. Dĩ nhiên ở đây á,
tùy vô cái văn hóa, đầu tiên là văn hóa của người sếp. Người sếp của mình là ai? Anh sẽ chia sẻ luôn nha. Có những cái văn hóa mà khi sếp nói, các bạn, đặc biệt là khi sếp mà đưa ra ý kiến phản hồi chỉ trích này nọ, ok, các bạn thậm chí không được nhìn vô mắt người ta. Ok, một số sếp ở các nước đến từ văn hóa Á Đông chẳng hạn, nghe cái rất là khó. Các bạn biết là khi bạn uống bia với lại là sếp người Hàn Quốc, thì nếu bạn là lính ở dưới hoặc bạn nhỏ tuổi hơn nhiều ấy, thì cái miệng ly của bạn phải nằm khắp hơn miệng ly của người ta, tức là bạn phải cụng ngang thân ly của sếp. Thì ra như vậy, đối với những người sếp như vậy đó, thì có lẽ là mình bớt thư giãn đi một chút. Ok, nhưng ngược lại, anh biết cá nhân anh, kinh nghiệm anh làm việc với rất nhiều sếp đến từ phương Tây, từ các nước châu Âu và các nước Mỹ, thì thật sự mà nói, anh thấy cái cách giao tiếp của họ mang tính thư giãn cao hơn, mang tính nhẹ nhàng hơn. Ngay cả khi họ chỉ trích, ha, ngay cả khi họ đóng góp ý kiến, họ đang phê bình em cái gì, thì actually á, là họ vẫn đang muốn tốt cho em và đang muốn tốt. Thật ra là họ muốn tốt nhất là cho công ty. Và người ta cần em tốt hơn, cải thiện hơn để em làm được tốt hơn cho công ty. Ok, anh trả ghế cho Đức nè. Ok, thì đấy, thật ra khi anh dùng cái từ tập trung thư giãn này nè, anh đang dùng một cái tình huống nó rất là rộng, rất là chung chung. Dĩ nhiên là trong tùy tình huống mình sẽ thay đổi ha, nhưng mà cái sự tập trung thì không bao giờ thay đổi hết, còn mức độ thư giãn thì mình sẽ thay đổi khác nhau. Tiếp đi Tâm. Chắc chắn mình mới ra trường mình lại sẽ làm những cái sai ha. Thì đây là cách sếp anh la anh, và đây là cách anh đón nhận cái la đó. Thật ra sếp anh làm sai mình biết là mình làm sai mà, đúng không? Mình làm gì sai mình biết liền ha. Sau đó rồi sếp lập tức nhắn cho mình cái kênh 15 phút nữa vô phòng họp với anh, là mình biết là chuẩn bị có chuyện rồi, chuyện đó bình thường. Thì đây là một trong những cái anh làm. Anh email lại cho ảnh và anh xin trước cái agenda, tức là anh muốn biết trước cái nội dung sẽ nói về những cái gì để em chuẩn bị tốt nhất về cái tinh thần cho cái chuyện đó. Ok, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, bản thân em cũng chuẩn bị sẵn một cái agenda. Ok, anh dùng từ agenda ở đây, bao nhiêu bạn hiểu ý anh? Nội dung. Ok, những cái điểm chính. Ok, những cái điểm chính. Ok, trước khi mà em vô ngồi với sếp, em hãy xin sếp, mặc dù ảnh có thể đang rất là giận, ok, ảnh nói 15 phút nữa vô, em hỏi anh chứ không biết là lát nữa vào cuộc họp mình sẽ nói qua những điểm nào với anh, để em chuẩn bị trước cái tinh thần là ảnh sẽ nói về những điểm XYZ đó. Và khi em biết trước những cái điểm đó thì ngược lại bản thân của em, trước khi vào em cũng chuẩn bị trước những cái điểm đó, những cái bullet point ABC XYZ như vậy. Chứ nhà anh ha, tại sao em gửi cái email chậm, trễ deadline rồi nè? Dĩ nhiên không phải bây giờ vô mình ngồi mình cãi, cũng không bây giờ, thật ra anh rất là ghét cái chuyện tại bị này nọ, nhưng mình nói về cái tình huống đã xảy ra. Dạ thưa anh, cái tình huống là như thế này. Ok, và anh rất thích những bạn nhân viên nào của anh, sau khi đưa ra tình huống, đưa ra luôn cho anh biết cái lesson learned của các bạn là gì, em học được bài học gì và cái solution của em là gì. Ok, đó là những bạn rất là chủ động. Anh đã từng có những bạn staff họ rất là chủ động cái đó. Các bạn đã làm sai, làm trả về cho anh một cái bản Excel có lỗi, anh đọc vô anh biết liền nó có lỗi, anh gọi bạn đó vô, thì khi anh vô anh nói cách bạn đó feedback như anh gồm có 3 điểm và cái tình huống là như thế này. Không phải là để bạn đó nói em không có lỗi nha, mà bạn đó chỉ nói cho anh biết là cái chuyện gì đã xảy ra để anh hiểu chính xác hoàn cảnh cái bức tranh. Sau đó bạn đó nói cái lesson learned của em học được ở đây là gì, cái là bài học mà em học được ở đây là gì, và cái solution em phải đưa ra, đặc biệt là những cái nào mà nó đang có cái hậu quả vẫn đang tiếp diễn, các bạn đã đưa ra cái solution. Thì anh đảm bảo là khi em bị sếp giật ha, em vô em chuẩn bị những cái đó để em trình bày lại với sếp, thì ít nhiều người ta sẽ bớt giận, tại vì người ta biết là em là một người có chuẩn bị, một người sẵn sàng đưa ra những cái phương án và một người sẵn sàng để cải thiện. Okay. Rồi câu hỏi. Nếu không có câu hỏi, cuối giờ mình vẫn còn thời gian với nhau, nói chung anh ở đây với tụi em cũng được một khúc nữa, thì mình sẽ qua cái phần training tiếp theo. Cái phần training tiếp theo sẽ do thầy Hồng Anh làm việc với tụi em ha. Thì cái phần training này nó đâu rồi? Ok, nó là về viết email, là một cái anh nghĩ cũng rất là quan trọng. Và trong này anh nói luôn, sẽ có bài tập, bạn nào làm tốt bài tập sẽ có
phần thưởng, phần thưởng tiếp tục là phần thưởng của bên Amway. Ok, rồi mời thầy Hồng Anh. Phần tiếp theo anh training cho các bạn sẽ là cái phần viết email. Thật ra thì các bạn sẽ nói với anh rằng email thì ai mà chả viết được, việc gì phải train, đúng không? Một đời người mình tới thời điểm này chắc gửi email chắc cũng phải vài ngàn lần rồi. Ok, vậy thì train là cái gì? Thực tế mà nói thì việc viết email là một cái chuyện rất dễ, nhưng chúng ta đang viết email vì một mục đích rất khác. Chúng ta không viết email để rủ nhau đi chơi, và cũng không viết email để cua một anh nào đó hay một cô nào đó. Chúng ta đang viết email để giao tiếp cho một môi trường chuyên nghiệp. Ok, và cái giao tiếp email là một trong những cái điều mà rất nhiều doanh nghiệp người ta nhức đầu. Vì sao? Thứ nhất là nhân viên của họ không biết cách viết email như thế nào để cho tất cả những cái nội dung chính nó được đưa ra rõ ràng. Ok. Và thứ hai là đôi khi chúng ta giao tiếp với các đối tác hoặc là khách hàng và chúng ta viết những cái email nó không đủ lịch thiệp, nó không đủ hiệu quả, khiến cho khách hàng và đối tác cảm thấy không tin tưởng ở bản thân chúng ta, hoặc là tệ hơn nữa là không tin tưởng vào công ty của chúng ta. Ok, rồi. Việc như vậy thì việc viết email của chúng ta sẽ bắt đầu từ cái chuyện là chúng ta sẽ phải viết một cái email như thế nào cho nó chuyên nghiệp. Ok, như vậy thì một cái email chuyên nghiệp là như thế nào? Okay. Ở đây có bạn nào có một cái định nghĩa nào đó như thế nào là một email chuyên nghiệp hay không? Okay. Tức là em đang nói, cảm ơn em, em đang nói rất nhiều về một cái gọi là cấu trúc, đúng không? Ok, vậy thì ngoài cấu trúc ra, một cái email chuyên nghiệp còn được thể hiện ở đâu nữa? À, được thể hiện qua tên của email nữa. À, ok, rồi, rất tốt. Sự chuyên nghiệp của email được thể hiện qua cái tên của cái email đó. Rồi, rất tốt. Ok, vậy thì bây giờ anh sẽ có một cái bài tập nhỏ dành cho tất cả các bạn ha. Anh sẽ cho các bạn xem một cái email, và đây chỉ là một cái email mà giả định thôi ha. Tên nhân vật nếu có trùng với tên bạn nào ở đây thì cũng đừng trách ha. Ok, anh sẽ có một cái email và anh sẽ nhờ các bạn xem thử xem cái email này có những điểm nào mà các bạn thấy là nó không chuyên nghiệp. Okay. Tùy theo cái quan điểm của các bạn mà thôi. Không dứt khoát là phải dựa trên bất kỳ một cái cơ sở hay lý lẽ nào cả. Trên slide, đây là cái email. Và anh Vinh ở đằng kia cũng đang phát cho chúng ta mỗi bàn khoảng mấy tờ. Nếu chúng ta không thấy được cái slide thì chúng ta có thể nhìn vào cái tờ email mà anh Vinh anh đang phát. Anh nhờ các bạn mỗi bàn dành thời gian khoảng 3 phút đọc cái email đó, và sau đó chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau xem cái email này nó thiếu chuyên nghiệp ở chỗ nào. Ok, rồi. Anh muốn nghe ý kiến của một số bạn đi. Các bạn chỉ cho anh thấy là cái email này nó thiếu chuyên nghiệp ở chỗ nào. Ok. Ok, ở đây nữa. Ở đây trên thân gửi tự nhiên ở dưới này có best regard ha. Như vậy là mình đang có một cái sự pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Việt ở trong đó. Chúng ta có thường thấy điều này xảy ra trong các email không? Có không? Có ha. Như vậy thì thế nào là chuyên nghiệp, thế nào là không chuyên nghiệp? Tại vì đôi khi mình phải dùng tiếng Anh mà. Ok, rồi lát nữa mình sẽ nói tiếp. Cảm ơn bạn. Còn điểm nào nữa không? Chứ anh nên viết hoa để thể hiện sự tôn trọng. Rất là hay. Ok, rồi. Anh sẽ tiếp nhận tất cả những cái ý kiến của các bạn ha, và lát nữa chúng ta sẽ cùng thảo luận. Còn bạn nào có ý kiến nữa, mời bạn đi. Tức là mình phải ghi chức vụ của cái anh mà mình gửi thư vô đây hả? Ở đây phải không? Ok, rồi. Còn gì nữa không ạ? Bạn trai trong góc. Giống như nói chuyện bình thường hả?
câu này á hả? Ok, nếu là em thì em sẽ nói làm sao? À, ok, rồi, good, tạm thời em chưa nghĩ ra. Còn gì nữa không các bạn? Cho công ty cho anh Vũ là để có thể tổ chức triển lãm với hệ thống, nhưng anh vẫn không nói rõ là qua cái cuộc triển lãm này thì cái công ty bên Vũ được cái lợi ích gì nhiều không? Chỉ nói sơ là được quảng cáo. À, tức là cái nội dung của nó chưa đủ đầy đủ và thuyết phục đúng không? À, ok, rồi, rất cảm ơn các bạn. Ok, như vậy thì cái mục tiêu của cái bài tập này anh đưa ra là để làm gì? Ha, anh muốn các bạn suy nghĩ về một cái như thế nào gọi là chuyên nghiệp. Rồi, các bạn lưu ý ở điểm này, với thời buổi công nghệ hiện đại ngày nay, thì khi chúng ta gửi thư cho một người nhận, chúng ta sẽ không biết rằng người đó đọc cái email của mình trên thiết bị nào. Có thể là người ta sẽ đọc trên laptop, có thể người ta sẽ đọc trên điện thoại hoặc là máy tính bảng. Okay. À, và bạn tưởng tượng xem nếu như bạn gửi một cái email mà người ta đọc nó trên điện thoại hoặc là máy tính bảng ha, thì sẽ có rất nhiều thứ khác so với một cái email mà người ta đọc ở trên laptop. Okay. À, nếu như người ta là một ông giám đốc bận rộn thì các bạn nghĩ người ta có bao nhiêu thời gian để đọc cái email của bạn? Bạn nghĩ xem. Một phút hả? Xin lỗi các bạn, một phút là nhiều đấy. Tại vì một ngày người ta có bao nhiêu cái email? Ok, người ta chỉ có 10 giây để đọc cái email của các bạn thôi. Có 10 giây thôi. Rồi, như vậy thì làm sao để cái email của các bạn trong vòng 10 giây đó khiến cho người ta cảm thấy là ok, người ta cần phải đọc tiếp, hay là chỉ cần người ta nhìn lướt sơ cái email của các bạn là người ta muốn dẹp qua chỗ khác rồi. Ok. Như vậy thì một cái định nghĩa email chuyên nghiệp ở thời buổi hiện nay nha, ở thời buổi hiện nay, đơn giản là một cái email với nội dung và câu chữ đầy đủ, lịch sự, trang trọng, nhưng tốn ít thời gian nhất để đọc. Anh nhắc lại ha, một cái email chuyên nghiệp là một cái email với nội dung đầy đủ, lịch sự, trang trọng, nhưng tốn thời gian ít nhất để đọc. Có nghĩa là nếu như chúng ta có một cái thói quen mà gửi một cái email dài dằng dặc, biến hóa bay bổng, viết một bài luận văn ở trong đó và gửi cho người khác, thì tốt nhất là bây giờ là lúc để nghĩ lại rồi. Bởi vì ở thời buổi này không ai có thừa thời gian để làm chuyện đó cả. Không ai có thừa thời gian để một là viết cái email đó và đọc cái email đó. À, rồi. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện một cái email chuyên nghiệp như thế nào? Đâu là trình tự để chúng ta thực hiện một cái email, viết một cái email cho nó chuyên nghiệp? Anh sẽ nhờ các bạn làm tiếp một cái bài tập như sau. Ở đây anh sẽ có một số các bước để chúng ta hoàn chỉnh một cái email và gửi đi cho người nhận. Tuy nhiên các bước này không đúng theo trình tự nên có của nó. Ok, chúng ta có 6 bước. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, anh nhờ các bạn xếp các bước này lại theo trình tự chính xác của việc gửi email của chúng ta là gì. Ok, anh đọc lại các bước này nha. Nhập địa chỉ người nhận. Attach file nếu có. Các bạn hiểu attach file là gì chứ hả? Ok. Đính kèm file ha. Kiểm tra lại nội dung và file attach. Gửi email. Nhập nội dung. Và đặt tiêu đề của email đó. Okay. Đây là 6 bước mà ai cũng phải làm khi chúng ta viết email. Nhưng chúng ta làm bước nào trước, bước nào sau. Ok. Ok, có người không cần suy nghĩ đã giơ tay rồi. Rồi, bạn trai đằng kia. Bạn đó. Ừ. Cho anh biết cái trình tự của bạn đi. Ok. 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 Ok, rồi, cảm ơn bạn. Rồi, có bạn nào có ý kiến khác không? Mời bạn. Em sẽ tính kèm file nếu có. Rồi sau là nạp nội dung.
ba là kiểm tra nội dung, bước thứ tư là đặt đề, bước thứ năm là nhập địa chỉ người nhận và bước thứ sáu là bắt đầu. Ok, rồi, good. À, bạn trai trong góc. Ok, các bạn đều có một cái góc nhìn tương đối là khác nhau về cái việc làm cái gì trước, làm cái gì sau ha. Nhưng đây là cái góc nhìn mà các bạn cần suy nghĩ đến. Đối với người gửi email thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sẵn sàng viết xong và gửi liền ngay lập tức. Các bạn có đồng ý không? Tại vì đôi khi, ví dụ như chúng ta đang viết cái email, tự nhiên sếp gọi đi chẳng hạn. Và sếp gọi đi xong sau đó phải bỏ cái email đó, chạy đi làm việc xong quay về, và có khi là quay về thì quên bén mất là mình đang viết email. Đúng không? Đúng không ạ? À, như vậy trong trường hợp đó chúng ta sẽ phải ưu tiên cho những công việc nào mang tính tốn thời gian nhất thì chúng ta làm trước. Rồi, như vậy thì trình tự của chúng ta sẽ như thế nào? Đầu tiên chúng ta phải attach cái file. À, anh biết là nhiều người sẽ không làm chuyện này đâu. Tại sao chúng ta lại attach cái file đầu tiên vậy? Bởi vì đây là công việc tốn thời gian nhất và cũng là công việc dễ quên nhất. Chúng ta đã từng bao giờ nhận được một cái email có viết là trong em đính kèm đây bản danh số tháng này và nó không có danh số gì hết không? Nhiều lắm, đúng không? Tại vì sao? Viết xong, mãi mê viết xong thì quên thôi. Okay. Cho nên khi chúng ta mở cửa sổ soạn email, việc đầu tiên nếu như chúng ta định gửi file thì chúng ta phải attach cái file đó vào đầu tiên đã. À, và các bạn lưu ý là đôi khi cái file đó của chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian để nó load lên, để nó tải lên ha. Như vậy thì trong khi cái file đang tải lên, chúng ta dành cùng cái thời gian đó để ghi email. Chứ còn nếu bây giờ các bạn viết email trước rồi mới attach cái file, có phải là các bạn mất thêm thời gian nữa không? À, chúng ta không có thừa thời gian để làm những chuyện như vậy ha. Attach file đầu tiên nếu có. Tiếp theo, nhập nội dung. Bởi vì nhập nội dung là cái việc tiếp theo mà chúng ta mất thời gian nhất. Đúng không ạ? À, và nhập nội dung là một công việc khó khăn bởi vì chúng ta phải vừa viết vừa suy nghĩ. À, cho nên chúng ta sẽ dành nhiều thời gian nhất cho nó. Chứ không phải là những cái công việc còn lại. Sau khi nhập nội dung xong, chúng ta sẽ làm gì? Kiểm tra lại nội dung và cái file. Để đảm bảo là nội dung không sai, file gửi đúng. Rồi mới đặt tiêu đề. Cái việc chúng ta nhập nội dung trước rồi đặt tiêu đề sau cũng sẽ giúp cho chúng ta có được một cái email mà nội dung và tiêu đề thống nhất. Bởi vì nếu như chúng ta đặt tiêu đề trước, có thể là khi chúng ta viết email chúng ta lan man, chúng ta suy nghĩ nhiều thứ, cuối cùng chúng ta sẽ viết một cái email mà nội dung nó không thực sự giống với tiêu đề. Đây cũng là một cái practice, nói chung là một cái cách thức mà anh được học khi anh đang ở Singapore. Với một bài văn, với một email hay với bất kỳ một văn bản nào mà có tiêu đề thì chúng ta thực hiện văn bản rồi mới thực hiện tiêu đề, chứ chúng ta không làm ngược lại. Và cái đó là để cho chúng ta luôn luôn có cái sự đồng nhất giữa cái nội dung văn bản và cái tiêu đề của chúng ta. Trong trường hợp này cũng vậy, chúng ta sẽ đặt tiêu đề sau khi chúng ta hoàn chỉnh được nội dung. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhập địa chỉ người nhận. Và cuối cùng là chúng ta gửi đi. Rồi, các bạn có thắc mắc gì không ạ? Okay. Email của bạn quan trọng là cái nội dung hay cái tiêu đề? Là cái nội dung. Có nghĩa là cái tiêu đề của bạn nó phải đi theo cái nội dung, chứ không phải là cái nội dung của bạn đi theo cái tiêu đề. Ok. Nó cũng quan trọng nhưng mà bạn hãy tưởng tượng như thế này nha. Nếu giả sử như bây giờ bạn ngồi, bạn có 15 phút để bạn viết một cái email. Đến 15 phút bạn vẫn không xong được cái email đó. Bây giờ bạn phải chạy ra ngoài đường. Nhưng mà bây giờ sếp bạn yêu cầu bạn phải gửi cái email đó liền. Ok. Như vậy thì khi bạn ngồi trên xe taxi, bạn sẽ vẫn tiếp tục phải làm việc trên cái email đó.
Như vậy thì bạn sẽ thích là ngồi đó và gõ cái nội dung hay ngồi đó gõ cái tiêu đề? Ok, đúng không? Bạn sẽ thích ngồi đó và gõ cái tiêu đề hơn là cái nội dung. Có nghĩa là chúng ta sẽ dành cái thời gian nhiều nhất để chúng ta làm cho cái khối lượng công việc lớn nhất. Và cái khối lượng công việc của cái việc viết nội dung thì cao hơn viết tiêu đề rất nhiều. Đúng không? Nếu như chúng ta chỉ có 10 phút ngồi trên xe taxi thì chúng ta sẽ thích đọc lại cái nội dung và sau đó viết cái tiêu đề của cái email của mình, hơn là việc là ngồi nhìn cái tiêu đề, sau đó từ cái tiêu đề lại ngồi viết tiếp cái nội dung trên đó. Nếu như chúng ta chỉ có một cái điện thoại như thế này, bản thân anh thì anh sẽ không bao giờ làm như thế cả. Mất thời giờ của anh. Thằng khác. Sáu cái bước viết email này, tức là đã được email theo ý kiến của cá nhân. Theo ý kiến của cá nhân không? À, đây không phải là cái anh bịa ra, đây là cái anh được dạy. Ok, như lúc nãy anh cũng đã nói với các bạn á, là anh được dạy rằng chúng ta phải viết nội dung trước rồi mới viết tiêu đề. Thì đó là cái anh được dạy khi anh đang ở bên Singapore và học đại học. Chứ không phải là một cái mà tự động anh chế ra. Cái này thì nếu như các bạn đọc những cái cuốn sách về email writing hoặc là email communication thì nó đầy dẫy những cái thông tin như thế này. Không có cuốn sách nào mà không có những thông tin này cả. Ok, vậy thì anh sẽ đi tiếp. Lưu ý là khi chúng ta viết email, các bạn ở đây chắc là đa phần đều xài Google Mail hết đúng không? Ok, thì trong Google Mail thì nó có một chức năng là Undo Send. Chức năng này giúp chúng ta làm gì? Nếu như chúng ta gửi mail rồi và trong vòng tối đa là một phút chúng ta phát hiện ra trong mail của chúng ta có vấn đề, okay, thì chúng ta có thể hoàn tất, chúng ta có thể lấy lại cái email đó, okay, với điều kiện là chúng ta chưa chuyển cái màn hình email của chúng ta đi chỗ khác. Các bạn có biết cái chức năng này không ạ? Không hả? Ok rồi, nếu như mà có thời gian thì anh sẽ kéo một cái Google Mail lên màn hình và anh sẽ chỉ cho các bạn xem cái chức năng này. Đây là cái chức năng mà gần như tất cả các những người làm việc chuyên nghiệp họ luôn luôn bật chức năng này lên. Khi chúng ta viết xong cái email, chúng ta đọc xong nó rồi, chúng ta gửi nó đi. Nhưng trong vòng một phút sau khi gửi nó đi, chúng ta nói chết rồi, còn một cái file nữa chưa gửi. Thì chúng ta hoàn toàn có thể hoàn tất lại cái email chúng ta vừa gửi, nhưng mà chỉ trong vòng một phút thôi. Hoàn tất lại cái email đó trở về với chúng ta, chúng ta attach thêm file khác vào và chúng ta gửi đi. Chức năng này là một chức năng có thật, hoàn toàn dễ dàng thực hiện, chỉ cần mất vài cú click chuột thôi. Ok, không biết là chị Yến ở đây có xài cái chức năng này không, chắc là có. Nó giống như là nút record của Outlook, nhưng mà với Google Mail mình cũng có thể làm được chuyện đó luôn. Rồi. Như vậy thì một cái email chuyên nghiệp giống như lúc nãy giờ các bạn nói ha, thì cái cấu trúc của nó cũng đơn giản thôi, chỉ có bao nhiêu đây thứ thôi. Chúng ta có một cái file đính kèm, chúng ta có một cái địa chỉ email, chúng ta có một cái dòng tiêu đề, chúng ta có cái email của chúng ta bắt đầu bằng một cái lời chào ha, rồi sau đó là cái nội dung kết thúc và cuối cùng là chữ ký của chúng ta. Rồi, vậy thì anh muốn đưa ra một số những cái lưu ý cho các bạn khi các bạn thực hiện cái kết cấu này, để đảm bảo là cái nội dung của chúng ta là cái nội dung thật sự đủ chuyên nghiệp và hiệu quả. Thì với cái file đính kèm ha, thì anh muốn lưu ý một số thứ như sau. Thứ nhất, file đính kèm nên là những cái định dạng dễ mở ha. Và ở đây khi chúng ta nói định dạng dễ mở thì chúng ta nói là định dạng dễ mở không chỉ trên laptop mà còn trên điện thoại và máy tính bảng. Có nghĩa là chúng ta nên sử dụng, nếu như chúng ta các cái văn bản chúng ta gửi đi thì nó nên ở dạng doc đúng không, ở dạng Microsoft Word hoặc là một cái dạng phổ biến nào đấy. Những cái văn bản mà là bản tính thì nó nên là Excel ha. Ok, đôi khi chúng ta sẽ sử dụng cái định dạng là PDF, đó là những cái định dạng mà gần như tất cả các thiết bị điện tử đều có thể mở được. Nhưng mà nếu chúng ta gửi một cái định dạng kiểu giống như là PSD, Photoshop chẳng hạn thì nó là chuyện khác rồi. Có thể là khách hàng hoặc là doanh nghiệp của người ta có thể mở được trên một cái máy tính nào đó có Photoshop, nhưng mà nếu mà người ta ra đường người ta muốn coi cái hình đó làm sao người ta coi?
người ta không thể xem được, đúng không nào? Cho nên chúng ta sẽ ưu tiên những cái định dạng dễ mở. Nếu như chúng ta có nhiều file và chúng ta nén lại thành một file thì chúng ta nên nén thành tập zip hơn là tập RAR. Sư phạm kỹ thuật thì chắc là anh cũng không phải giải thích cái này nữa, đúng không? Ok, nhưng mà tại sao lại là zip mà không phải là RAR? Tại sao là zip mà không phải là RAR? Ok, đơn giản thôi. Với một cái hệ điều hành Windows bình thường thì nó tự có thể mở được tập zip, nhưng mà tập RAR thì không. Nếu mà bạn zip thành RAR thì bạn sẽ phải down WinRAR về, bạn mới mở nó được. Ok, nhưng với một tập zip thì một cái hệ điều hành Windows bình thường là có thể tự động mở được rồi. Có thể là click chuột phải unzip được rồi, nhưng RAR thì không làm được chuyện đó. Cho nên chúng ta phải đề phòng cái tình huống rằng khách hàng của chúng ta, máy của họ không có cài WinRAR, hoặc là theo quy định của công ty họ không được cài những phần mềm của một bên thứ ba. Đó là chuyện xảy ra rất thường xuyên ở công ty. Ví dụ như là có thể kiểm tra với anh Hiếu ở Deloitte. Chắc chắn là máy tính ở Deloitte có một số chương trình mà chúng ta sử dụng rất thường xuyên nhưng không được phép cài. Anh Hiếu có thể xác nhận điều đấy. Vậy thì chúng ta phải đảm bảo là nếu chúng ta gửi tập nén, nó phải là cái tập nén mà bất kỳ máy tính nào cũng mở được. Đặt tên file rõ ràng, cái này thì chắc chắn rồi. Rõ ràng là thế nào? Thường thì cái tên file của chúng ta sẽ bao gồm cái viết tắt của tên người gửi, viết tắt tên người nhận. Nếu không phải là tên người thì là tên công ty. Cái tên file, ví dụ như hợp đồng lao động, HDLD, viết tắt. Và ngày tháng nếu cần. Còn nếu như thấy ngày tháng dài quá thì thôi, khỏi ngày tháng cũng được. Nha. Và các bạn lưu ý là tuyệt đối không đặt tên file bằng tiếng Việt có dấu. Tại sao? Mở không được. Sao bạn? Chính xác, tại vì có nhiều phần mềm nó không nhận ra những cái tiếng Việt có dấu. Cho nên nó sẽ thành một cái đống bùi nhùi gì đó nhìn rất là kỳ cục. Dạo gần đây thì người ta xài Google Drive khá nhiều. Các bạn có xài Google Drive không ạ? Thích không? Các bạn có thích cái đó không? Tự nhiên có một free, có free 1 GB miễn phí trên mạng, ai mà không thích đúng không? 15 chứ hả? 15 GB, ừ. Thì nếu như mà các bạn lưu trữ file ở trên Google Drive và sau đó khi các bạn gửi mail, các bạn muốn gửi kèm cái file đó trên Google Drive thì chúng ta sẽ chèn một cái link Google Drive vào, đúng không? Nhưng mà các bạn hãy lưu ý là khi chúng ta gửi email, trước khi chúng ta gửi, chúng ta đảm bảo là cái link chúng ta chèn nó nằm ở dưới cùng của email, chứ nó nằm không chen, nằm chen giữa của cái email nha. Thường thường các bạn sẽ có cái kiểu như thế này nè. Em gửi kèm anh cái link sau đây, hai chấm, rồi sau đó các bạn dán cái link đó, link Google vào đó. Ok, nhìn rất là thiếu chuyên nghiệp. Các bạn nên hoàn thành cái nội dung của cái email trước, xong rồi sau đó xuống hàng dòng cuối cùng trước khi chào bye bye. Em xin gửi anh link của cái email. Link của cái Google Drive ở đây để anh đào về. Chúng ta nên làm như thế. Chứ đừng có chen giữa cái nội dung của cái thân cái email của chúng ta. Hoặc là nếu không thì có một cái cách chuyên nghiệp hơn là chúng ta chèn nó bằng hyperlink. Ở đây chắc các bạn làm được không? Được chứ hả? Anh đoán vậy thôi. Nếu mà không làm được thì lát nữa anh Hiếu hoặc là anh sẽ show cho các bạn xem chèn hyperlink là như thế nào. Tức là chúng ta có thể viết một câu là em xin gửi đính kèm file ở đây, xong rồi cái chữ ở đây của bạn biến thành một cái link để người ta click vô cái chữ ở đây đó, người ta đào cái file về. Thì cái chuyện đó thật ra cũng không hề có gì khó cả. Rồi, đó là về vấn đề file đính kèm. Rồi, với cái địa chỉ email thì lúc nãy cũng có một bạn nào đó cũng đã nói rồi. Chúng ta sẽ tránh những cái địa chỉ email. Thứ nhất là cô bé dễ thương ha. Rồi gia nhân xuất hiện đêm trăng rằm gì đó. Ok, ở đây thì chắc chắn là các bạn lập email từ hồi các bạn còn khá là nhỏ tuổi ha. Và những cái email nhỏ tuổi nó cũng thể hiện cái sự nhỏ tuổi của chúng ta, đúng không? Nhưng khi chúng ta đã ra môi trường quốc tế đi làm, anh khuyên các bạn nên lập một email khác. Chúng ta nên có ít nhất hai email. Google thì vẫn free mà, đâu có vấn đề gì. Chúng ta nên có một cái email khác, và chúng ta sẽ dùng cái email đó để giao tiếp trong môi trường chuyên nghiệp cho tới khi chúng ta có email công ty. Có nhiều người nói là anh ơi, tại vì bây giờ em chưa có email công ty cho nên là em xài tạm cái email hiện có của em. Không. Chúng ta sẽ lập một cái email khác.
À, chúng ta không thể nào gửi email cho khách hàng mà trên đó chúng ta nhìn thấy là yêu em anh nhé. Okay. À, đó là một cái điều rất là tệ ha. Ngoài những cái câu chữ mà nó kỳ lạ như vậy thì chúng ta cũng không nên có một cái email mà có nguyên một cái dãy số dài dằng dặc. À, nhìn nó rất là thiếu chuyên nghiệp. Ví dụ như chúng ta có một cái email mà chúng ta để nguyên cái ngày tháng năm sinh của chúng ta vào đó chẳng hạn. Ha. Nếu như chúng ta có số thì khoảng 4 số thôi là đủ rồi. Ví dụ như cái email cá nhân của anh ghi là tên của anh. Số 0, số 2, số 1, số 1 vì đó là ngày sinh tháng đẻ của anh. Vậy thôi, chấm hết. Anh không có để 02111983. Nó quá dài. Ha. Các bạn khi các bạn lập email có khi các bạn thấy là Google người ta hoặc là nói chung là bất kỳ một cái email nào nó cũng cho các bạn những cái lựa chọn và những cái lựa chọn nó cho các bạn một dãy số dài dằng dặc như thế này nè. Ha, chúng ta không sử dụng những dãy số đó. Rồi. Một cái email cơ bản dễ một cái cách đặt tên cơ bản chuyên nghiệp nhất là tên, sau đó có một dấu chấm, rồi sau đó là họ tên đệm của các bạn. Ha. Ví dụ như email chuyên nghiệp của anh hiện tại là anh.phạm. Bởi vì anh là tên của anh và Phạm là họ của anh. Ok, và sau đó @ rồi tên miền của công ty. Ha. Đó là cái cách đặt email chuyên nghiệp cơ bản nhất. Ok. Ừ. Nhớ ha, chúng ta nếu như có những cái email mà đầy màu sắc thi vị trẻ thơ của thời Nguyễn Nhật Ánh thì cố gắng là để nó cho thời Nguyễn Nhật Ánh ha. À, chúng ta sẽ dùng email đi làm một cách chuyên nghiệp hơn. Mặc dù đúng là nhìn nó không được thích mắt cho lắm. Dòng tiêu đề. Cái tiêu đề của chúng ta chỉ có hai mục tiêu thôi. Mục tiêu thứ nhất là để thu hút sự chú ý. Và mục tiêu thứ hai là để thông báo nội dung chính. Vì thế cái tiêu đề của chúng ta phải là một cái tiêu đề ngắn gọn, chứ không phải là một cái tiêu đề thật là dài. Lúc nãy các bạn nhìn cái email mà anh đưa ra cho các bạn, các bạn thấy là cái email đó cái tiêu đề nó dài tới 2 dòng. Ok, các bạn tưởng tượng một cái email với cái tiêu đề như vậy nó sẽ xuất hiện trên cái điện thoại như thế nào. Chỉ cần nhìn cái tiêu đề thôi là anh đã nản, nó không muốn đọc rồi, đúng không? Tại vì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta thấy cái tiêu đề nó dài dằng dặc như thế này nè, là chúng ta đã không muốn đọc rồi. Ok. Cho nên trên cái tiêu đề chúng ta không cần quá nhiều chi tiết để làm gì cả. Nếu như xét cái trường hợp cái email hồi nãy chẳng hạn, nếu anh nói là anh muốn mời cái doanh nghiệp đó tham gia vào cái hội chợ triển lãm gì đấy ha, thì trên tiêu đề của anh chỉ cần đơn giản là gì? Thư mời tham gia hội chợ triển lãm SECC 2017. Ngừng. Xong. Không cần thêm bất kỳ một thông tin chi tiết gì khác cả. Ha. Tuyệt đối gửi email không bao giờ bỏ trống tiêu đề. Và cái điều này là cái điều mà chúng ta sẽ lưu ý khi chúng ta đi làm. Rất có khả năng là chúng ta sẽ gửi những cái email nó không thật sự cần phải quá trang trọng để làm gì cả. Có thể là một cái email kêu đồng nghiệp mình ok chạy qua họp. Ok. Nhưng mà nếu như chúng ta gửi một cái email mà không có tiêu đề, các bạn biết là cái người nhận họ sẽ làm gì không? Người nhận sẽ làm gì với một cái email không có tiêu đề? Họ sẽ đọc nó sau cùng. Họ sẽ đọc nó sau cùng. À, chắc chắn cái email tiêu đề không có tiêu đề không bao giờ là một cái email được ưu tiên. À, cho nên nếu như bạn muốn cái thông tin của mình gửi qua được người ta đọc cuối cùng, cuối ngày, cuối giờ trước khi người ta đi về á, thì cứ không gửi tiêu đề đi. Bảo đảm với các bạn sẽ đạt được mục đích đó. Ok. Vậy thì nếu như các bạn muốn người ta đọc thông tin của mình ngay lập tức, thì chúng ta sẽ phải làm điều gì trên cái tiêu đề? Nếu như cái email của chúng ta quan trọng, cần được lưu tâm, cần được trả lời, cần được hành động ngay, thì chúng ta bắt buộc phải nêu rõ trên cái tiêu đề. Ha. Và nếu như chúng ta muốn người đọc hồi âm ngay email của chúng ta cũng phải nêu rõ trên tiêu đề. Ok. Trên cái tiêu đề của chúng ta có thể rất là đơn giản thôi. Ok. Meeting vào 3 giờ chiều nay, gạch ngang, trả lời trước buổi trưa. Ok, hoặc là trước cái thông tin trả meeting chiều nay thì mở một cái ngoặc vuông ra, ok, quan trọng. Ok, chúng ta sẽ ghi ngay trên cái tiêu đề rằng đây là một thứ cần phải mở ra xem ngay. Ha, thì để người ta tập trung cái sự chú ý vào đó.
Hoặc là nếu như là đó là một cái email khẩn thì chúng ta sẽ mở ngoặc ra và chúng ta ghi là khẩn cấp. Hoặc là thích ghi tiếng Anh thì là urgent. Ha, chúng ta làm thế nào cũng được nhưng chúng ta phải báo hiệu trên tiêu đề cho người nhận biết là đây là một cái email cần phải được xử lý ngay lập tức. Nếu chúng ta không báo hiệu điều đó, họ sẽ không xử lý. Chúng ta liên hệ lại cái trường hợp lúc nãy của anh Hiếu. Ha, anh Hiếu có nói rằng là khi anh Hiếu gửi một email cho một bạn nào đó kêu bạn đó làm deadline 12 giờ trưa và các bạn đó cứ im lặng làm ha. Thì một trong những cách mà anh Hiếu có thể yêu cầu bạn đó không có yên lặng mà làm là anh Hiếu gửi cái email ghi rõ trên tiêu đề là trả lời cho anh trước 12 giờ trưa hoặc là trả lời trước 12 giờ trưa. Ok, thì bắt buộc bạn đó nhìn thấy cái email đó các bạn sẽ phải trả lời ha, chứ không có ngồi yên lặng mà làm. Được không các bạn? Tới đây các bạn có câu hỏi nào không? Ok, rồi, như vậy thì anh sẽ đi tiếp ha. Nếu các bạn có câu hỏi nào thì cứ giơ tay. Cái lời chào sau cái tiêu đề chúng ta nhìn xuống thì chúng ta sẽ thấy là cái lời chào. Thì nếu chúng ta viết một cái email bằng tiếng Việt thì cái lời chào tệ nhất mà chúng ta có thể làm là thân gửi và mến gửi. Lý do vì sao? Nếu như trong trường hợp chúng ta gửi cho khách hàng ha, thì chỉ trừ khi nào chúng ta đã có một cái quan hệ rất là khăng khít với khách hàng, gần như là thân thiết, gọi là chia sẻ cùng nhau rồi á, thì chúng ta mới có thể bắt đầu là thân gửi và mến gửi. Còn bình thường nếu như chúng ta mới giao tiếp với khách hàng, đây là khách hàng mà chúng ta mới làm việc trong vòng một năm trở lại đây chẳng hạn, với vài đơn hàng, thì chúng ta thân gửi và mến gửi là một điều không đủ trang trọng. Ví dụ như là cái email lúc nãy các bạn để ý thấy, rõ ràng hai người này chưa bao giờ làm việc với nhau đúng không? Cái anh Vũ gì đấy và cái cậu Quân gì đấy chưa bao giờ làm việc với nhau. Nhưng mà anh này lại gửi là thân gửi anh Vũ. Anh Vũ nhìn vô anh Vũ nói, tôi biết cậu đâu mà thân. Cậu là cậu nào? Làm sao tôi thân với cậu được? Như vậy thì thay vì chúng ta thân gửi và mến gửi thì chúng ta sẽ nói cái gì? Chúng ta sẽ kính gửi. Có cách nào khác ngoài kính gửi không? Có cách nào khác ngoài kính gửi không? Trân trọng gửi được không? Thường thì chúng ta kính gửi thôi. Kính gửi thôi là đủ rồi. Và chúng ta sẽ cố gắng kính gửi như thế cho đến khi khách hàng bắt đầu mở rộng cái tấm lòng ra, trải lòng với chúng ta. Đối tác để bắt đầu nói chuyện với chúng ta như người trong nhà. Thì tới lúc đó chúng ta mới bắt đầu chuyển sang thân gửi, mến gửi được. Nhưng mà cho dù như vậy đi chăng nữa, nếu giả sử như bây giờ anh mời một đối tác lâu năm của anh đến tham dự một cái hội nghị quan trọng thì anh vẫn kính gửi chứ anh không có thân gửi. Cho nên cái chuyện gửi thân, kính hay là mến tùy thuộc vào việc là cái tầm quan trọng của cái email và cái sự kiện mà bạn muốn người ta tham gia nữa. Cho nên chúng ta chọn từ ngữ để chào cho nó cẩn thận nha. Và lúc nãy có một bạn cũng chỉ ra một cái điểm rất là hay, là nếu như chúng ta lần đầu gửi cho một khách hàng nào đó và chúng ta biết rằng khách hàng đó có địa vị như thế nào trong công ty thì chúng ta phải ghi ngay cái địa vị của khách hàng trong công ty đó. Ví dụ như kính gửi anh Vũ, trưởng phòng bất động sản, ví dụ như chẳng hạn. Kính gửi anh Hiếu, giám đốc UNESCO, ví dụ vậy chẳng hạn ha. Anh Hiếu nhìn thấy cái đó anh Hiếu sẽ cảm thấy hài lòng, nó biết mình. Ok. Mặc dù sau đó chuyện gì xảy ra thì không biết, có thể là nó gửi email nó chửi, nhưng mà ok, nhưng mà ít nhất là anh Hiếu sẽ cảm thấy hài lòng. Ok, ít nhất nó biết mình là ai ha. Ai cũng có cái yêu cầu được thỏa mãn một chút xíu về tự ái cá nhân như vậy cả, các bạn lưu ý điều đấy trong giao tiếp chuyên nghiệp nha. Ok, và nếu là email của các bạn là tiếng Việt ha, thì bất kỳ thời điểm nào chúng ta nhìn thấy một cái đia anh chị trong đó, ok, chúng ta nhìn thấy một cái đia anh chị trong đó thì chúng ta đã biết ngay rằng đây là một cái email rất thiếu chuyên nghiệp rồi. Tại vì tiếng Việt là tiếng Việt mà tiếng Anh là tiếng Anh. Ok, đây là cái chỗ mà chúng ta không bao giờ chèn tiếng Anh vào đây cả ha. Ví dụ như dear Mr. gì đó xong rồi, em xin giới thiệu với anh. Tại sao lại vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt như vậy? Không có chuyên nghiệp.
Ok. Tiếng Anh chỉ được sử dụng khi chúng ta nói đến các cái thuật ngữ trong cái ngành nghề của chúng ta mà thôi. À, các bạn học sư phạm kỹ thuật các khóa khác nhau thì chắc chắn là các bạn cũng đã tiếp xúc với một số từ chuyên môn bằng tiếng Anh. À, nhưng đó chỉ là từ chuyên môn mà thôi. Còn những từ giao tiếp thông thường thì chúng ta sẽ không dùng lẫn lộn vào một cái email chuyên nghiệp. À, như lúc nãy một bạn nào đó đã chỉ ra, xài chữ chance, xài chữ opportunity ở trong đó. Đó không phải là những từ chuyên môn. À. Ok, nhưng mà Facebook thì được không? Nếu như mà chúng ta nếu mà chúng ta quảng cáo dịch vụ cho thuê gì đó trên Facebook thì chúng ta có được xài chữ Facebook không? Hay là chúng ta phải dịch ra là cuốn sách mặt? Ok, với những cái tên nổi tiếng như vậy ha thì chúng ta cứ xài thoải mái. Ok. Tên Facebook là một cái tên, à, chúng ta cứ xài thoải mái, à, đừng dịch nó ra nghe kỳ lắm. Và nhớ luôn luôn phải có dấu phẩy. À, đi anh chị gì đó là sai rồi, là còn không có dấu phẩy nữa thì lại càng thiếu tôn trọng nữa. À, như vậy thì kính gửi anh Hiếu gạch ngang một cái giám đốc UNESCO phẩy, đó là cái lời chào đẹp nhất, chuyên nghiệp nhất mà chúng ta có thể làm được. Tiếng Anh thì sao? Nếu chúng ta gửi một cái email bằng tiếng Anh thì sao? Thì thôi không gửi đâu. Ok, đơn giản thôi. Chúng ta cũng làm y chang như vậy ha. Chỉ là chúng ta chuyển cái ngôn ngữ nó sang tiếng Anh thôi. Dear Mr. Hiếu, ha, gạch ngang một cái, Director of UNESCO, phải xong. À, tiếng Việt chúng ta nói có lời chào cao hơn mâm cổ mà đúng không? Thì cái lời chào vừa ngắn gọn vừa thể hiện được sự tôn trọng và sự hiểu biết của mình. Chúng ta ngắn gọn đủ để cho người ta liếc mắt, lần khác là đọc được. Chúng ta thể hiện sự tôn trọng bằng cách đưa chức danh của người ta vào. Ha. Rồi, nội dung. Bất kể chúng ta viết cái email gì, thì... À, lúc nãy chúng ta để ý thấy là cái email mà anh gửi cho các bạn ha, cái anh chàng sale này bắt đầu bằng mấy cái câu mồi chài là em muốn gửi cho anh một cái cơ hội ngàn năm có một, anh biết không, cơ hội này ghê gớm lắm. Ok, người ta sẽ không có thời gian để đọc những chuyện đó. Ngay từ đầu vô cái email, bạn đã phải giới thiệu ngay bạn là ai và bạn muốn gì trong cái email này. Lý do tại sao bạn gửi cái email này. Ha, những câu rất là ngắn và trực tiếp, không có vòng vo. Xin chào anh, em tên là gì đó, em gửi email là để mời anh tham gia vào hội nghị hội chợ gì đó chấm. Ok, chứ người ta không có lý do để ngồi xem coi các bạn giải thích dông dài để rồi cuối cùng các bạn đưa ra một cái offer mà người ta không cần. À, như vậy thì người ta không được cái việc gì cả khi mà người ta đọc email của mình. Các bạn nhớ là chúng ta nên ngắn gọn, giới thiệu ngắn gọn về cái bản thân mình một chút xíu, nếu như đây là lần đầu tiên chúng ta gửi email cho một đối tác nào hoặc là một cái đơn vị khách hàng nào ha. Hoặc là nếu như chúng ta đã làm việc với bên đối tác này rồi, họ biết mình là ai rồi, thì chúng ta sẽ gửi ngay cái nội dung là gì. Ok, và các bạn lưu ý là cái nội dung của từng đoạn như thế nó chỉ nên về một vấn đề mà thôi. Ok, mỗi đoạn của một cái email chỉ nên là về một vấn đề mà thôi, và nó phải ngắn thôi. Ok, theo như một cái nghiên cứu của một tiến sĩ người Ý tên là Bertolo, thì một cái email hiệu quả thì mỗi đoạn văn của nó không dài quá 5 dòng. 5 dòng tức là 5 dòng mà khi chúng ta đọc nó trên một cái màn hình máy vi tính thông thường, chứ không phải 5 dòng trên điện thoại ha. Cái đó thì cũng quá đáng. Hay mà là 5 dòng trên cái máy vi tính thông thường ha. Quên mất là cái ông đó tên là gì rồi, nhưng mà biết họ của ông là Bertolo. Thì nội dung cần liên lạc của chúng ta sẽ nằm trong 1 đến 2 đoạn email như thế. Và khi chúng ta kết thúc email, chúng ta nhớ nêu cho người ta biết là chúng ta muốn người ta làm cái gì với cái email này ha. Nói cho đã xong, thân chào cảm ơn và quyết thắng. Chào thân ái và quyết thắng chấm hết. Người ta sẽ làm gì với cái email này đây? Người ta sẽ phải trả lời mình hay là người ta sẽ
gọi điện thoại cho mình, hay là người ta sẽ điền cái form, hay là người ta điền cái gì ha. Đấy là cái công việc của cái đoạn kết thúc của cái phần nội dung ha. Như vậy thì cái nội dung của chúng ta tối thiểu là sẽ có bao nhiêu đoạn các bạn? Tối thiểu nha. Mấy đoạn? Mấy đoạn? Ít nhất là 3 đoạn. Một đoạn mở đầu, một đoạn nội dung và một đoạn kết thúc. À. Chú ý. Không viết hoa toàn bộ chữ nào cả. Nhớ giùm anh ha. Không viết hoa toàn bộ chữ nào cả. Trừ khi đó là cái viết tắt của một cái tổ chức nào đó. À. Còn lại thì chúng ta không viết hoa. Tiếng Việt viết hoa mà còn có dấu nữa, đọc rất khó chịu. Đảm bảo với các bạn điều đấy. À. Và khi chúng ta viết, chúng ta cố gắng đừng thay đổi cái kiểu chữ và kích thước chữ nhiều. Lý do vì sao? Rối mắt thôi chứ không gì hết trơn. À, có thể chúng ta in đậm hoặc là chúng ta in nghiêng, nhưng chúng ta đừng thay đổi kích thước của chữ. Ha. À, chúng ta cũng đừng có, thí dụ như những cái chỗ nào mà quan trọng, thấy nghĩ chỗ này quan trọng, viết to nó lên một tí. Ha. Ông mà chơi, đang chơi phong 12 đúng không? À, chỗ này quan trọng, quốc phát phong 24 lên. Ok, các bạn tưởng tượng người nhận đọc, người ta thấy đó, người ta nghĩ cái gì? Giống như quát vào mặt mình vậy. Ok, em mời anh tham dự sự kiện ở 7 giờ tối ngày mai. Ok, nếu mà bạn viết to lên, nó sẽ có cảm giác như vậy đó. À, cố gắng đừng thay đổi cái kích thước chữ để làm gì. Kiểu chữ cũng vậy. In đậm, nhưng chúng ta có thể in đậm. Chúng ta in đậm những cái chi tiết mà chúng ta muốn người ta nhớ, ngày giờ, địa chỉ liên lạc, tên người liên lạc ha. Chúng ta có thể in đậm cái chữ đó, hoặc là in nghiêng nếu chúng ta muốn, nhưng thường là nên in đậm. Cố gắng không viết tắt ha. À, và cái điều không viết tắt này nó áp dụng cho cả email tiếng Anh. À, tại vì trong email tiếng Anh chúng ta rất là có, chúng ta có cái thói quen viết I am là I phẩy M đúng không, hoặc là I will thì là I phẩy LL. Ok, trong email giao tiếp chuyên nghiệp không có một chữ viết tắt nào được chấp nhận hết. Ok. Và tuyệt đối chúng ta không dùng tiếng nước khác. À, viết email bằng tiếng Việt cho đã, xong rồi cuối cùng saranghaeyo. Ok, chúng ta sẽ không dùng tiếng của một nước thứ ba nào nha. À, hoặc là nếu chúng ta đã viết tiếng Anh hết thì chúng ta viết tiếng Anh hết. Không có chèn tiếng Thái vào. À, đừng nghĩ rằng là mình chèn một cái câu hay là câu chữ gì đó của cái tiếng nước của cái người nhận thì người ta sẽ thích nghe. Đừng nghĩ như vậy, không có đâu. Dù như biết là mình gửi email cho một ông Thái Lan ha, viết tiếng Anh hết, xong cái câu cuối cùng sao quá như khạp. Ok, không hoạt động, không có hiệu quả đâu các bạn, hoàn toàn không hiệu quả, người ta sẽ cảm thấy khó chịu nữa là khác nha. Nhớ nha. À, viết email chuyên nghiệp đừng có chơi mấy cái biểu tượng mặt cười ở trong đó ha. À, mặt cười, mặt khóc, mặt méo gì đó. Anh ơi, anh cố gắng đăng ký nhé, nếu không thì em chết mất. Hai chấm. Đóng ngoặc, đóng ngoặc. Ok, không có chuyện đó nha. Ok, đương nhiên là những cái mà anh nói ở đây ha, thì đa phần các bạn cũng nhận ra được. Chỉ có cái là khi các bạn viết mail thì các bạn đơn giản là không nghĩ đến nó mà thôi. Ok, cho nên cố gắng là những cái gì anh nói đây, các bạn nên thử làm một cái checklist. Ha. Sau khi các bạn viết một cái email chuyên nghiệp, cái điều cái email chuyên nghiệp sắp tới mà anh có thể đoán các bạn sẽ phải viết là gì, là email xin việc. Ok, thì thử sau khi chúng ta viết cái email xin việc, chúng ta đính kèm hồ sơ xin việc của chúng ta xong, chúng ta thử lấy cái checklist ra coi thử coi chúng ta đã đáp ứng hết tất cả các yêu cầu này chưa. Ha. Đó là cái cách chúng ta sử dụng. Rồi, và ngắn gọn rõ ràng giống như lúc nãy anh nói, 5 dòng, thật ra thì 7 dòng là hơi dài nhưng mà cũng chấp nhận được ha. 5-7 dòng một đoạn thôi. Và chú ý là khi chúng ta xưng hô thì chúng ta sử dụng những cái từ xưng hô tương đối là kính trọng chút xíu, kính xin ha, hoặc là vui lòng, hoặc là trân trọng. Chúng ta cố gắng sử dụng những chữ đó ha, để tạo cảm giác chúng ta đang rất là nghiêm túc. Mặc dù nghe nó rất là sáo rỗng nhưng mà nó rất là cần thiết. Đặc biệt là khi chúng ta yêu cầu họ làm một cái hành động gì đó, xin anh chị vui lòng dành chút thời gian điền vào cái form này chẳng hạn, điền vào cái biểu mẫu này chẳng hạn. À, không phải điền vào form, điền vào biểu mẫu nha. Ok. Rồi.
Rồi, kết thúc thì chúng ta cũng sẽ kết thúc ngắn gọn thôi. Tuyệt đối là không hô khẩu hiệu nha. Hô khẩu hiệu là sao? Trong cái email hồi nãy anh gửi cho các bạn, cái câu cuối cùng là cái gì? Vì một cái gì đó. Vì một tương lai hợp tác lâu dài. Nghĩa là sao? Ok, chúng ta không có hô khẩu hiệu theo cái kiểu như vậy ha. Kết thúc thì chỉ cần là gì? Em trân trọng cảm ơn và kính chào hồi âm của anh. Hết. Vậy thôi ha, không cần phải hô khẩu hiệu. Ok, chúc cho sự nghiệp của chúng ta bền lâu ha. Ví dụ như là, thí dụ như chúng ta có thể viết như thế này được không nè. Chúc anh một đầu tuần làm việc vui vẻ, có được không? Được không? Được khi nào? Khi nào chúng ta làm được chuyện đó? Khi chúng ta đã biết khách hàng này rồi, khi chúng ta đã biết đối tác này rồi, chúng ta đã làm việc với họ vài lần rồi, thì chúng ta mới chúc đầu tuần vui vẻ ha. Chứ còn chúng ta mới liên hệ với một đối tác đầu tiên, chúc anh đầu tuần vui vẻ, tối hôm qua mới chửi lộn nè ông nội. Vui vẻ cái gì mà vui vẻ? Ok, với một đối tác đầu tiên mà chúng ta liên hệ ha, chúng ta không có chúc đầu tuần vui vẻ, chúng ta chỉ cảm ơn và kính chờ hồi âm. Rồi, khi chúng ta kết thúc bằng tiếng Anh ha, quên, tiếng Việt sau cái câu mà kính chờ hồi âm á, thì chúng ta sẽ tiếp theo là cái gì? Là ký tên hả? Chưa ký tên đâu. Trước ký tên còn một thứ nữa. Còn một thứ nữa. Mở đầu chúng ta là thân gửi, kính gửi đúng không? Rồi, vậy thì kết thúc chúng ta là cái gì? Kính thưa. Kính thư. Chị chuyển ở đây nó là kính thư. Nay kính thư. Ok, rồi. Đơn giản nhất là dễ nhất là gì? Trân trọng, phẩy. Kính thư, phẩy. Rồi sau đó chúng ta sẽ ký tên sau. Thì với tiếng Anh cũng vậy. Nếu như chúng ta bắt đầu với cái người nhận là bắt đầu chúng ta là dear Mr. gì đó ha, thì chúng ta cũng kết thúc bằng một cái câu như là sincerely yours hoặc là yours sincerely. Ok. Đặc biệt ha, với tiếng Anh người ta quy định luôn, nếu như chúng ta dùng dear cộng với một cái Mr. có tên thì bắt buộc chúng ta phải xài sincerely yours, không được xài bất kỳ một cái gì khác. Ok. Nếu chúng ta bắt đầu bằng một cái sir hoặc là madam hoặc là một cái tên công ty chứ không phải là một người cụ thể ha, thì chúng ta sẽ bắt buộc kết thúc bằng faithfully yours. Và các bạn không được xáo trộn cái thứ tự này. Đây là thứ tự bắt buộc trong cái email giao tiếp bằng tiếng Anh. Các bạn lưu ý điều đấy. Nếu chúng ta lỡ ghi tiếng Anh ha, thì chúng ta phải nhớ được cái quy luật này. Những cái kiểu mà thanks and regards hoặc là best regards ha, những cái đó là những cái không sử dụng cho email giao tiếp chuyên nghiệp. Nhớ dùm, không sử dụng cho email giao tiếp chuyên nghiệp. Hoặc nếu có sử dụng chỉ là dành cho khách hàng thân thiết đã làm việc rồi mà thôi. Còn nếu như chúng ta đang giao tiếp với những người mới thì chúng ta sẽ không có thanks và best regards. Ok, chúng ta sẽ quy củ một chút xíu như thế này. Ok, tuyệt đối không dùng regards, best regards nha. Có một số bạn á, thì khi chúng ta viết cái câu này xong á, chúng ta quên cái dấu phẩy, có được không? Chúng ta có được quên cái dấu phẩy này không? Viết your sincerely xong để không gì đó, không có dấu phẩy, được không? Không luôn nha, không luôn nha. Cũng giống như trong tiếng Việt vậy, nếu chúng ta ghi là kính thư hoặc là chúng ta ghi là trân trọng kính chào hay gì đó thì chúng ta phải có dấu phẩy ở đó. Cái dấu phẩy đó là quy tắc quy định, không tranh cãi, bắt buộc phải có. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn chỉnh xong cái thư và bây giờ chúng ta chỉ việc ký tên thôi. Chữ ký của chúng ta thì trong một số trường hợp chúng ta sẽ có cái chữ ký điện tử. Thì nếu chúng ta có chữ ký điện tử thì chúng ta sẽ ưu tiên dùng chữ ký điện tử. Còn nếu không thì chúng ta có thể tạo cái chữ ký của chúng ta. Google Mail cũng cho phép chúng ta tạo chữ ký nha.
Nếu các bạn không biết điều đó thì anh nói cho các bạn biết luôn, Google Mail cho phép chúng ta tạo chữ ký. Nhưng cố gắng, đây là cái điều mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Cái chữ ký của chúng ta cần phải có những cái gì trong đó? Thì chắc chắn là đầu tiên chữ ký của chúng ta là phải có tên của chúng ta rồi. Chữ ký của chúng ta cũng cần có cái điện thoại. Đúng không? Số điện thoại, email và website công ty. Nếu như chúng ta đại diện cho một công ty. Hoặc nếu là chúng ta có một cái website riêng và chúng ta nghĩ rằng cái website đó có thể giúp đỡ chúng ta. Thì chúng ta cũng để cái website riêng của chúng ta vào đó. Okay. Nếu như chúng ta có một cái logo công ty, hoặc là chúng ta buồn chúng ta thiết kế một cái logo của bản thân mình cũng vậy ha. Thì các bạn phải làm sao để cái logo có cái độ dài bằng với cái độ dài của cái chữ ký của các bạn ha. Hoặc là nhỏ hơn chứ không được dài quá so với chữ ký của các bạn, nhìn nó rất kỳ. Các bạn lưu ý giùm điều đó ha. Nếu như trong trường hợp công ty của các bạn có 2-3 cái logo ha, thì các bạn xếp 2-3 cái logo đó cạnh nhau, nhưng mà cái độ dài của cái logo nó vẫn phải bằng nhau và nó không dài hơn cái tổng độ dài những cái dòng chữ ký của các bạn. Nhớ giùm anh điều đấy. Và nói gì thì nói, cái chữ ký của các bạn chỉ nên khoảng tầm 5 dòng thôi, đừng có dài quá. Nếu như các bạn là sales, còn làm công tác sales marketing, những công tác mà các bạn cần làm việc với đối tác bên ngoài nhiều, thì chúng ta có thể để thêm cái địa chỉ Skype của các bạn. Địa chỉ Skype của các bạn, hoặc là bất kỳ một cái mô hình mà chat trực tiếp nào trên trên mạng mà chúng ta có thể áp dụng, IM chẳng hạn. Okay. Rồi, lưu ý là khi chúng ta để cái số điện thoại, chúng ta để số điện thoại là telephone number, đúng không? T-E-L. Okay. Chúng ta không có xuyệt chéo Viber, xuyệt chéo Zalo, xuyệt chéo gì vào đó nha. Chỉ là số điện thoại thôi. Bạn không cần phải báo cho người ta biết là bạn có xài Viber hay Zalo. Tại sao? Nếu người ta muốn, người ta có số điện thoại của bạn, người ta có thể search ra ngay. Hoặc là với Viber bây giờ người ta áp số điện thoại của bạn vào điện thoại là người ta biết là bạn có Viber hay không rồi. Cho nên không cần phải thông báo, chơi thành một cái dòng dài telephone, xuyệt chéo, Zalo, xuyệt chéo, Viber, xuyệt chéo, Line, xuyệt chéo, KakaoTalk, xuyệt chéo, oh my god, nhiều quá. Chỉ telephone number thôi. Nhớ giùm anh điều đấy. Rồi, ok. Điều cuối cùng anh muốn nói trước khi mình chuyển sang cái phần tiếp theo là email thì thật ra có rất là nhiều loại. Bạn có thể viết một cái email để thông tin cho người khác. Bạn có thể viết một cái email để thảo luận với người khác. Bạn cũng viết email để tranh cãi với một người khác. Có rất là nhiều cái mục đích để viết một cái email chuyên nghiệp. Nhưng mà cái tính chuyên nghiệp ở đây không chỉ thể hiện ở cái nội dung bạn viết. Và anh không thể dạy nội dung của một cái email chuyên nghiệp cho các bạn được. Bởi vì đơn giản là chúng ta không có thời gian. Và chúng ta cũng không biết là các bạn sẽ viết cái gì sau này. Nhưng cái sự chuyên nghiệp nó thể hiện ở cái cách các bạn cấu trúc cái email và các cái thành tố có liên quan, như là những cái tên gọi, những cái chữ viết tắt, những cái chữ tiếng Anh hoặc là những cái dấu chấm phẩy. Đó là cái sự chuyên nghiệp trong việc giao tiếp bằng email. Và nếu như các bạn làm đúng những cái gì mà anh nói thì cái email của chúng ta ra nhìn có thể nó sẽ không có quá đẹp mắt, nhưng bảo đảm là nó hiệu quả bất kể là người ta đọc nó ở đâu. Okay. Bất kể là người ta đọc nó ở đâu, vào thời điểm nào, người ta có thể đọc nó trên xe, hoặc là người ta đọc nó trên máy bay, trong đường đang di chuyển, thậm chí là có một số người vừa lái xe máy vừa đọc cũng vẫn được, mặc dù anh không thích điều đấy. Ok. Nhưng mà đó là cái mục tiêu cuối cùng của một cái email giao tiếp chuyên nghiệp hiệu quả. Ok. Rồi. Anh sẽ dành thời gian khoảng 5 phút ở đây, ngừng lại ở đây để nếu chúng ta có thêm một cái thắc mắc nào đó thì chúng ta sẽ thắc mắc trước khi anh chuyển sang một cái phần vui vẻ hơn, thoải mái hơn cho các bạn vào lúc phần cuối. Nếu các bạn có thắc mắc nào thì anh cũng xin trả lời luôn ngay bây giờ. Chúng ta có thắc mắc gì không ạ? Mời em.
À, ok, câu hỏi rất hay. Rồi, câu hỏi của bạn là nếu mà lỡ gửi email mà gửi nhầm người thì mình sẽ nói tiếp với người ta cái gì? Mình nói gì đây các bạn? Trước khi anh trả lời, anh sẽ muốn nghe ý kiến của các bạn nếu lỡ gửi nhầm email cho người nhờ. Sorry, không phải là gửi nhầm email mà là gửi email cho nhầm người. Thì chúng ta sẽ làm cái gì ạ? Chúng ta sẽ làm gì? Kệ nó hả? Kệ nó, người ta biết là nhầm mà. À, ok. Điều đầu tiên là chúng ta sẽ phải xin lỗi người đó. Kính thưa anh chị, hoặc là gửi anh chị, do sơ suất chúng tôi có gửi nhầm một email sang địa chỉ của anh chị. Ha. Rồi sau đó mình đưa ra cái hành động mà mình muốn người ta làm. Xin anh chị vui lòng xóa email này ra khỏi hộp mail cũng như là thùng thư rác. Ha. Hoặc là nếu như mà nghiêm trọng hơn, các bạn muốn là người này phải liên hệ lại với bạn để xử lý vấn đề lỡ mà bạn gửi nhầm tài liệu mật công ty cho người khác chẳng hạn. Thí dụ như vậy. Ha. Nếu như đó là cái chuyện nghiêm trọng hơn thì bạn gì? Bạn sẽ yêu cầu người ta một là liên hệ lại với công ty mình, hai là cho mình số điện thoại để mình liên lạc. Ok. Do đây là tài liệu có tính chất quan trọng, xin anh chị cho số điện thoại để chúng tôi tiện liên lạc và hỗ trợ anh chị giải quyết vấn đề. Ok. Và cái điều này chúng ta cần phải làm càng nhanh càng tốt. Càng nhanh càng tốt. Ngay khi chúng ta phát hiện ra, chúng ta phải gửi ngay lập tức. Ok, nếu không thì sẽ có chuyện gì xảy ra thì các bạn cũng biết rồi. Ok. Không biết là các bạn học sư phạm kỹ thuật chắc là bạn sẽ rành hơn anh, nhưng mà có một số hệ thống email người ta cho phép thu hồi mail gửi. Thì không biết là nếu mà chúng ta có làm việc với những cái hệ thống email của một công ty chẳng hạn, ví dụ như có một số công ty họ có một cái hệ thống email riêng chạy qua một cái server của công ty chẳng hạn. Thì sau khi chúng ta gửi cái email đó xong, cái email xin lỗi đến cái người nhận sai của mình, chúng ta có thể liên hệ với bộ phận IT của chúng ta và nói rõ cho họ biết cái vấn đề để họ xem là họ có cách nào block cái email đó hoặc là thu hồi cái email đó từ cái địa chỉ người nhận hay không. Ha. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến một cái tình huống, một cái giải pháp tiếp theo là như vậy, nếu trong trường hợp người kia người ta không trả lời. Ok, rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần cuối của cái chương trình training ngày hôm nay ha, và chúng ta sẽ nói đến cái networking etiquette, tức là cái văn hóa ứng xử. Ok, các bạn mệt chưa? Mệt không? Nãy giờ nghe lảm nhảm hoài mệt không? Mệt ha. Rồi, bây giờ anh sẽ không lảm nhảm nữa. Ok, bây giờ anh sẽ để các bạn thoải mái một chút xíu. Rồi. Chúng ta có thể dẹp mấy cái slide của chúng ta đi được rồi. Dẹp hết đi các bạn. Chúng ta không cần nó nữa. Ok. Mở lại một tờ. Ok. Bây giờ thì anh sẽ có một cái trò chơi nhỏ ha. Anh sẽ có 10 câu hỏi về cách giao tiếp và ứng xử khi chúng ta tham gia vào một cái sự kiện mà có nhiều người chuyên nghiệp. Ví dụ như chúng ta đi giao lưu chẳng hạn, hoặc là chúng ta tham gia một cái hội thảo. Anh sẽ có 10 câu hỏi ha. Và mỗi câu hỏi đó nó sẽ đều ở dạng là câu hỏi nhiều đáp án. Chúng ta sẽ chọn một đáp án chính xác nhất. Thì anh sẽ nhờ các bạn đọc câu hỏi và sau đó chọn cái đáp án và ghi cái đáp án đó vào cái tờ giấy mà anh Vinh ảnh đang phát. Bạn nào mà không có cái tờ giấy đó thì anh nhờ bạn kiếm một cái miếng giấy của bạn hoặc là gì đó, ghi tên và ghi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cũng được. Ha. Thì lát nữa anh cũng sẽ thu lại cái tờ đó của các bạn. Ok, anh sẽ hoàn toàn để cho các bạn tự do quyết định trong cái bài quiz này, trong cái bài kiểm tra nhỏ ngắn này. Ha. Mỗi câu như vậy thì chúng ta sẽ có 1 phút để trả lời. Như vậy thì chúng ta sẽ có 10 phút để tổng cộng.
Sau khi chúng ta trả lời xong thì anh sẽ nhờ anh Vinh và các anh chị ở đây thu lại và sau đó chấm điểm. Ok. Ok. Bao nhiêu người vậy? Ok. Bạn nào cao điểm nhất ha, bạn nào trả lời chính xác nhiều nhất thì bạn đó sẽ có quà. Ok. Và nếu như trong trường hợp mà chúng ta có một số bạn mà cùng cao điểm với nhau thì có quà. Ok, thì cũng có quà luôn ha. Nhưng mà một số chưa biết là bao nhiêu, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng ha. Rồi, chúng ta bắt đầu được chưa ạ? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Được. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng bất kỳ cái mặt giấy trắng nào nha. Nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ nộp lại cái mặt giấy trắng đó. Nhớ ghi tên. Không có là không biết là ai ha. Rồi, chúng ta bắt đầu được chưa các bạn? Rồi, ok, bắt đầu. Mình sẽ quay đến cái này sau ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Câu đầu tiên. Khi chúng ta tiếp xúc trong kinh doanh thì chỉ có đàn ông đứng khi bắt tay và giới thiệu, hay là chỉ có phụ nữ đứng, hay là không cần thiết phải đứng, và cuối cùng là cả hai bên cùng phải đứng? Chúng ta viết câu đáp án trở lại ha, không có ai la đáp án lên nha. Đúng rồi, làm việc cá nhân không có làm việc nhóm nha, tại vì phần thưởng cá nhân. Câu số 2. Để cho dễ nhìn thì một người nên đeo bảng tên ở bên vai trái, ở bên vai phải, ở bên hông trái hay là vòng quanh cổ? Các bạn biết cái bảng tên chứ đúng không? Cái bảng tên là cái mà nhỏ nhỏ vậy nè, mà để các bạn đính lên người á, chứ không phải là cái dây dài vậy đâu nha. Vị trí vai là vị trí này nè, chứ không phải trên này ha. Vai ý anh nói là khúc này nè, khúc trên ngực ha, chứ không phải trên này, nghe kỳ quá ha. Ok. Câu số 3. Cách tốt nhất để bắt chuyện trong một buổi giao lưu là bắt chuyện với bất kỳ ai đứng cạnh mình. Cạnh mình chứ không phải cạnh cái mìn ha. Không có mìn ở đây, ok. Tự giới thiệu mình với hai người khác mà người ta đang đứng khẽ khàng trao đổi với nhau. Thì mình nhào vô mình tự giới thiệu mình luôn ha. Đứng giữa phòng, tỏ vẻ ta đây là Captain America ha, và chờ ai đó đến bắt chuyện. Cách tiếp theo là tự giới thiệu mình với một người khác cũng đang đứng một mình giống như mình. Và cách cuối cùng là cứ người nào mà mình quen ha, thì mình quanh quẩn qua bên người đó, còn những người khác nói chuyện thì không thì tùy. Câu số 4. Khi giới thiệu các đối tác kinh doanh với nhau thì mình sẽ giới thiệu người này với người kia tùy theo cái cách mình muốn, hay là mình sẽ giới thiệu người cấp thấp với người cấp cao, hoặc là người ít quan trọng với người quan trọng hơn, hay là làm ngược lại là giới thiệu người cấp cao, người quan trọng hơn với người cấp thấp và ít quan trọng, hay là mình cứ để họ tự giới thiệu với nhau. Câu số 5. Khi bạn nói chuyện giữa chừng và chuông điện thoại reo, đây là một tình huống phổ biến, thì chúng ta sẽ bắt máy và nói chuyện thật nhanh, hay chúng ta sẽ làm ngơ cuộc gọi đó và tắt điện thoại, hay chúng ta sẽ xin lỗi người đối thoại và chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, hay chúng ta sẽ xin lỗi, bước ra khỏi bàn và đi ra ngoài hành lang nghe điện thoại?
Câu số 6. Không. Không. À, cái chuyện điện thoại quan trọng hay không lát nữa mình sẽ nói. À, đây là một cái cuộc gọi điện thoại bình thường thôi. Rồi câu số 6. Khi hai người chuyên nghiệp, ha, doanh nhân nghe kỳ, chuyên nghiệp đứng trò chuyện thì họ nên đứng cách nhau bao xa? À, đương nhiên là nếu như bạn có một cái con số khác ha, thì bạn sẽ chọn cái con số nào mà bạn nghĩ là gần với cái con số của mình nhất nha. À, nửa mét, một mét hay là 2m1. Nếu như mà chị Yến chọn 2m2 thì chị Yến sẽ chọn C ha. Câu số 7. Nếu mà bạn đến cửa ra vào cùng lúc với một người khác thì ai đến trước mở cửa và giữ cửa cho người kia đi ra, hay là đàn ông luôn phải mở cửa cho phụ nữ, hay là phụ nữ nên mở cửa thể hiện nam nữ bình quyền? À, đừng cười, nghiêm túc đấy. Và cuối cùng là ai mở trước không quan trọng. À, người nào thích tay dài hơn thì mở thôi. Câu số 8. Khi bạn mời một nữ doanh nhân ngồi, bạn sẽ kéo ghế mời bạn đó ngồi, người đó ngồi, hay là để người đó tự kéo ghế ngồi, hay là nhờ một trợ lý của bạn trong phòng, hoặc là một người khác mà bạn nhờ được ha, kéo ghế, hoặc là ghế này chị ngồi đi, chỉ cho người đó ghế ngồi. Khi bạn ở đang trong phòng training thì điện thoại nên tắt hay nên mở? Ok, câu số 9. Nếu bạn đang ra khỏi thang máy và bạn phát hiện là sếp bạn đang ở sau lưng bạn, ok, ổng đang đứng đằng sau, thì bạn sẽ bước qua một bên để sếp ra trước, hay là bạn sẽ bước ra khỏi cửa thiệt là lẹ, à, tại vì bạn ở ngay cửa, à, và bạn quay qua hỏi sếp có cần đi gấp không? Ok, nếu mà sếp nói có thì bạn né qua cho sếp đi qua. Không thì đó là chuyện của bạn. Rồi, và cuối cùng là câu số 10. Nếu mà bạn muốn nhận xét riêng với đồng nghiệp của mình về một người bạn vừa gặp ha, thì bạn sẽ đợi người đó bước ra khỏi cuộc nói chuyện với mình, rồi sau đó trao đổi khẽ khàng với đồng nghiệp: "Cha này đẹp trai gớm." Ha. Hay là trao đổi một cách bình thường, tức là ổng vừa đi xong thì mình nói chuyện với cái âm lượng bình thường, bởi vì đây là một cuộc giao lưu. Hay là bạn sẽ chỉ trao đổi ngắn gọn, sau đó thì trên đường về công ty bạn trao đổi cụ thể hơn về cái người này. Hay là bạn trao đổi khi và bạn và đồng nghiệp của bạn bước ra khỏi cái hội trường tổ chức cái cuộc giao lưu. Ok, nhờ Vinh với lại chắc nhờ Đức thu hết tất cả các cái đáp án lại. Nhanh mà.
Chắc như bấm nó vô trong cảnh. Sao vậy? Người cao 300 đối thủ anh sẽ dạ. Cho chấm kéo đi, là bàn này chấm cho bàn kia, bàn này cho bàn dạ. Nhưng mà cho chấm chéo vào lúc nào bây giờ? Ngay bây giờ. Ừ. Nhưng mà giờ thu lại một bó rồi, giờ làm sao? Thì là không trùng lại. Là người này chấm cho người kia hả? Ok. Rồi, mình sẽ thay đổi luật lệ chơi chút xíu ha. Tại vì có thể là không kịp thời gian. Bây giờ anh sẽ nhờ các bạn chấm chéo cho nhau ha. Anh sẽ đưa ra đáp án ở đây và anh sẽ nhờ các bạn chấm chéo cho nhau. Thì các bạn để ý cái tờ trước mắt của các bạn, Vinh sẽ phát lại ha, cái tờ trước mắt của các bạn không phải là bạn là được rồi ha, và đó là một người khác nha. Anh nhờ Vinh phát lại. Các bạn nếu như mà anh Vinh phát lại cái tờ của bạn ha, thì các bạn giơ tay để anh Vinh biết. Sao dương tờ hả? Sao? Rồi, không nói rồi, có nhắc rồi. Okay. Rồi, có bạn nào được anh Vinh đưa lại đúng bài của mình không? Quan trọng nha, thành thật nha. Công minh liêm chính nha các bạn. Ok, rồi, tất cả các bạn đều cầm một cái bài không phải của mình đúng không nè? Ok, rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ anh sẽ đưa ra đáp án nhé. Câu đầu tiên, khi chúng ta tiếp xúc kinh doanh ha, anh đoán là câu này các bạn sẽ trả lời đúng khá nhiều, bởi vì cả phụ nữ và đàn ông đều phải đứng. Chúng ta sẽ không có chuyện chấp nhận là chúng ta bắt tay một người khác khi đang ngồi. Ok, cho dù bạn là ông sếp đang phỏng vấn người khác thì bạn vẫn phải đứng lên khi bạn bắt tay. Cái chuyện mà ngồi chìa tay ra bắt như thế này là một hành động rất kém lịch sự. Ok, và với phụ nữ cũng vậy. Mặc dù chúng ta nghĩ rằng là ở phụ nữ thì người ta sẽ ngại bắt tay, đụng chạm các thứ cái này nọ đúng không? Nhưng trong kinh doanh ha, nguyên tắc vàng trong kinh doanh là tất cả mọi người đều bình đẳng. Phụ nữ không được ưu tiên hơn đàn ông không được ưu tiên hơn phụ nữ. Ok, cho nên chọn D là đúng. Thứ hai, theo các bạn nên đeo bảng tên ở bên nào? Bên này, ở đây hay là ở trên này? Bên trái đúng không? Ok, rồi. Đáp án bên phải. Tại sao? Các bạn đeo bảng tên ở bên này, đúng không? Actually là mình bên gáp có thể cho một phần quà luôn, đúng không? Anh quay cho hả? Ok, rồi. Có bạn nào giải thích được tại sao ở đây phải đeo bên vai phải không? Anh bảo đảm với các bạn là khi các bạn vào hội nghị, thậm chí những người tổ chức hội nghị họ cũng dán những cái bảng tên hoặc là những cái dấu gì đó bên vai trái, và đó là một cái sai lầm. Nhưng tại sao? Không sai nhưng mà chưa đúng trọng tâm. Có ai có câu trả lời không? Trả lời đúng được một phần quà. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì? Cái logo. Logo gì em? À, cái bảng tên. Ok. Anh nghĩ là có quà được rồi. Ok. Đó là một giải thích rất là chính xác. Các bạn để ý khi các bạn bắt tay, nhờ Hiếu ra đây một chút xíu. Các bạn để ý khi các bạn bắt tay thì các bạn bắt bằng tay phải đúng không? Đúng không? Thì cái là các bạn đang đưa cái vai phải của mình. Có nghĩa là cái vai phải của mình đang gần nhau nhất. Nếu mà các bạn để tên trên vai trái thì người ta sẽ phải nghiêng đầu mới nhìn thấy được cái bảng tên của bạn. Nhưng nếu bạn để tên trên vai phải thì người ta nhìn sang là người ta thấy ngay và người ta xin chào anh Hiếu. Rất dễ. Chứ không phải là xin chào anh Hiếu. Các bạn hiểu vấn đề không? Cái thói quen mà người ta gắn cho bên tay trái đó là cái gì cho áo của đàn ông thường hay nằm bên
Rồi. Câu thứ 3. Các bạn sẽ làm gì? A, B, C, D, E. Các bạn chọn cái gì? Anh nghe có D. Anh nghe có... Ok. Đáp án đúng chắc chắn là câu D. Ha. À, chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ chen vào được một cái câu chuyện của hai người đang nói chuyện với nhau. Và khi chúng ta làm như vậy thì điều đó cũng là điều cực kỳ bất lịch sự. Ha. À, bắt chuyện với bất kỳ người nào ở bên cạnh mình cũng là một điều khá rủi ro, bởi vì rất có thể người đứng bên cạnh mình không rảnh. Ok. À, hoặc là quanh quẩn với những người mình biết thì mình làm hỏng luôn mất cái giá trị của cái gọi là giao lưu. Ok. Như vậy thì cái việc làm đúng đắn nhất là quan sát xem thử có ai đang rảnh hay không, đang đứng một mình, đang rảnh, và tiến tới bắt chuyện làm quen ngay lập tức. À, đó là cách chắc chắn nhất. Câu số 4. Các bạn làm gì? Chọn gì? Ok, câu C đúng không? Sai. Các bạn sẽ giới thiệu người ít quan trọng hơn hoặc là cấp thấp hơn với người quan trọng hơn. Ha. Lý do là gì? Người nào được giới thiệu trước thì sẽ là cái người giơ tay ra bắt trước. Ok. À, và với cái gọi là đẳng cấp ha, chênh lệch về mặt vị trí chức vụ ha, thì cái người chức vụ thấp hơn nên là người chủ động đưa tay ra bắt cái người chức vụ cao hơn. À, đó là cái thể hiện sự tôn trọng. Okay. Và vì như thế cho nên chúng ta cũng sẽ giới thiệu cái người mà chức vụ thấp hơn hoặc là ít quan trọng hơn với người có chức vụ cao hơn hoặc là quan trọng hơn. Ok. Rồi, như vậy anh hỏi các bạn luôn một câu ở chỗ này. Nếu các bạn giới thiệu sếp của mình với khách hàng của các bạn giới thiệu ai trước? Các bạn giới thiệu ai cho ai? Các bạn giới thiệu ai cho ai? Sếp cho khách hàng hay khách hàng cho sếp? Sếp cho khách hàng. Nhớ, khách hàng quan trọng hơn sếp trong tình huống này. Ok, khách hàng quan trọng hơn sếp trong tình huống này nha. Rồi, rất tốt. Các bạn nắm vấn đề rất nhanh. Câu 5. Xử lý thế nào với chuyện điện thoại reo? C nữa hả? Sao thích C quá vậy? D. C. Ok. C là cái đáp án duy nhất thể hiện một cái sự chuyên nghiệp. Bởi vì chúng ta xin lỗi và chúng ta chuyển nó sang cuộc gọi chế độ điện thoại im lặng ha. Không dùng, không để điện thoại làm ngưng bất kỳ điều gì khi chúng ta đang nói chuyện ha. Cuộc nói chuyện với người ngồi nói chuyện trực tiếp sẽ có ưu tiên cao hơn ha. D cũng không đúng luôn vì lý do đó. Nhưng B cũng không đúng luôn. Bởi vì khi bạn làm cái hành động tắt điện thoại, làm ngơ và tắt điện thoại á, là bạn đã rời khỏi cái cuộc nói chuyện với người trước mắt của bạn rồi ha. Thì khi bạn rời khỏi cái cuộc nói chuyện với người đối diện, bạn phải xin lỗi người ta trước. Xin lỗi anh chờ cho một chút rồi mới tắt điện thoại. Ở B mình không xin lỗi cho nên B là sai. Số 6. Câu hỏi của tuần. Cách xa bao nhiêu? 2m2, 1m, nửa mét thôi hả? Ok, đáp án là không thấy, không chạy 1m. À, cho phép anh hỏi tại sao là 1m? Hả? Đồng ý. Lớn hơn 1m thì nó quá xa. Có cái lý do gì cụ thể để đo lường cái việc đó hơn không? Cảm ơn bạn nói gần đúng rồi đấy. Ok, lúc nãy mình bắt tay với anh Hiếu, các bạn thấy là cái độ dài giữa đầu vai của mình với đầu vai của anh Hiếu là bao nhiêu? 2m hả? Là 1m. Khi chúng ta bắt tay này thì được từ đầu vai này đến đầu vai bên kia là 1m. Ha, cho nên đó là cái khoảng cách vừa phải nhất, vừa vặn nhất để chúng ta thực hiện các công tác giao tiếp kinh doanh. 2m2 thì quá dài, 2m1 thì quá dài, quá xa. Và nửa mét thì giống như là chuẩn bị hôn nhau đến nơi. Giống như bạn kia nói chắc phải người yêu ha. Nhưng mà thật ra người yêu đứng cạnh nhau 1m cũng không có phải vấn đề gì hết đúng không?
tay đủ dài. À có vấn đề hả chị? À. Ok. Số 7. Số 7 sao các bạn? ABCD. A. B. Có ai nó chọn B không? Có ai chọn C không? Em chọn B. Có ai chọn D không? Ok, đáp án đúng là câu A. Ai đến trước thì mở cửa và giữ cho người kia, bất kể nam nữ. À, và một lần nữa nguyên tắc tất cả đều bình đẳng trong kinh doanh lại được áp dụng ở đây. À, không phải vì người đến trước là nữ thì sẽ đứng lại đó. Anh ơi mở cửa. Không có chuyện đó nha. À, nếu bạn là nữ ha, và bạn đi với đồng nghiệp của mình, bạn bước tới cái cửa trước thì bạn sẽ mở cửa ra và giữ để cho đồng nghiệp mình bước qua. Ngược lại nam cũng vậy, chứ không phải là nữ thì bạn được ưu tiên ở đây. À. Hoặc là ai mở trước không quan trọng, tức là bạn bước tới nhưng mà bạn nam thì bạn sẽ vươn tay ra, bạn sẽ mở ha. Không cần, bạn sẽ tự động mở cửa. Câu số 8. Bạn chọn cái gì? C. Nhờ một trợ lý kéo ghế cho người đó ngồi. Câu D. Chỉ cho người đó cái ghế ngồi. Ok. Đúng không? Chị ngồi đây nha chị. À. Alright, đáp án là câu B. Để người đó tự kéo ghế ngồi. Tại sao? Người đó sẽ tự chọn cái vị trí ngồi và tự cái kéo ghế ngồi. Chúng ta sẽ không kéo ghế ngồi giùm, cho dù đó là nữ doanh nhân đi chăng nữa. Một lần nữa nguyên tắc vàng, nam nữ bình đẳng. Okay. Nhưng chúng ta tôn trọng họ ở cái việc họ có thể được quyền chọn cái vị trí ngồi mà họ muốn. Và khi họ được chọn vị trí ngồi, chắc chắn họ cũng sẽ quan sát cái vị trí ngồi của họ với vị trí ngồi của mình. Và họ sẽ chọn một cái vị trí ngồi phù hợp, chứ không phải là mình thấy mình đứng lại ở ngay cái ghế bên này, mình ngồi ở đây, cái họ chọn cái ghế dưới kia. Chắc chắn là doanh nhân không ai người ta làm như vậy. Ha. Nhưng nếu như mà chúng ta ngồi ở đây và phía trước đối diện chúng ta có 3 cái ghế, thì chúng ta sẽ cho phép họ ngồi bất kỳ cái ghế nào trong đó. Đó là chuyện của họ. Ha. Và chúng ta cũng không kéo ghế giùm vì lý do đó. Tại vì khi các bạn kéo ghế giùm có nghĩa là các bạn mặc định là bạn đó phải ngồi ở đây. À, chỉ kéo ghế giùm khi nào? Khi bạn đó không kéo ghế được. Ghế mình nặng quá kéo không được. Nhưng nếu như mà bạn kéo ghế giùm thì khi bạn đi sang đó bạn sẽ hỏi gì? Chị muốn ngồi ở đâu? Mình sẽ hỏi người ta là người ta muốn ngồi cái ghế nào, rồi mình mới kéo cái ghế đó cho người ta. À. Câu số 9. Vụ này xử sao? Xếp sau lưng kìa. Bước ra ngay hả? À, bước ra một bên. Bước ra ngoài ngay lập tức. À. Có thể là cái tầng đó bạn sẽ chưa ra, nhưng sếp bạn muốn ra. Ok, thì trong trường hợp đó bạn sẽ bước ra ngoài chứ không né sang một bên. Tại vì né sang một bên thì cái khoảng không mà bạn chừa lại vẫn không phải là rộng rãi và thoải mái để cho sếp đi. Ha. Nhưng khi bạn bước ra ngoài thì bạn có nguyên một cái khoảng không bằng đúng với cái thể tích người của bạn để cho sếp đi. Để cho sếp đi. À, đó là cái sự thoải mái nhất mà bạn dành cho sếp. À. Cho nên nếu như sếp ở đằng sau ha, à, thì bạn sẽ bước ra khỏi cửa. À. Cũng không cần phải ngoái lại hỏi nữa. À. Nếu như mà sếp muốn ra là sếp đã la lên ơi cho tôi ra rồi. Không cần phải hỏi lại ngoái, ơi sếp ơi sếp muốn ra không? Không ha. Câu cuối cùng, bạn chọn cái gì? C hả? Hay D? Hay A hay B? Rồi, nếu mà muốn nói sau lưng người ta thì lúc nào là thời điểm thích hợp nhất để nói? Bước ra khỏi phòng đúng không? Không. Quy luật là tai vách mạch rừng. Đúng không? Chừng nào chúng ta còn share chung với người ta một cái vách thì chúng ta sẽ không nói xấu người ta. Có nghĩa là gì? Chúng ta bước ra khỏi cái phòng đó rồi nhưng chúng ta vẫn ở trong cái tòa nhà đó. Và nếu giả sử như chúng ta nói chuyện về cái người đó và có một người lạ khác đứng nghe và cái người lạ đó quen cái người chúng ta nói xấu thì sao? Ok? Cho nên cái điều mà chúng ta an toàn nhất nếu chúng ta muốn nói sau lưng người khác ha. À, đương nhiên là ở đây không phải chỉ là nói sau lưng, nhưng mà có thể chúng ta thảo luận một cái vấn đề gì đó về cái con người đó, là chúng ta
trao đổi ngắn gọn theo kiểu là à, ok anh thấy cuộc họp này hay đó, lát nữa về chúng ta nói tiếp ha. Thì trong đó lên đường, trên đường, ngồi trên xe taxi hay là ngồi trên xe của công ty mình về, nói trời ơi cha này nói chuyện nhảm dễ sợ luôn ha. Thì tới lúc đó mình muốn nói gì mình nói. Ok, rồi chúng ta chấm điểm cho bạn mình xong chưa ạ? À, các bạn đếm hết tất cả những câu đúng ha, và sau đó ghi con số đúng giùm anh ở trên cái tờ giấy đó. Rồi ok, à, nhờ Vinh và Đức thu hồi lại và chúng ta sẽ xem thử xem là có bao nhiêu người có điểm cao ha. À, thì trong khi đó anh chỉ muốn kết thúc cái bài nói chuyện ngày hôm nay với một cái lưu ý với các bạn ha, khi các bạn giao tiếp trong những cái buổi giao lưu như vậy. À, thì một cái khó khăn mà chúng ta gặp phải khi chúng ta có những cái buổi giao lưu là chúng ta nói chuyện với con người không hề quen biết ha. Như vậy thì làm sao để chúng ta gợi chuyện để nói đây? Chúng ta biết nói với họ về cái gì đây? Ha. Ví dụ như bây giờ, thậm chí nếu bây giờ thấy giáo sư Ngô Bảo Châu đứng đó, chúng ta cũng đủ gan bước lại bắt tay. Dạ, em chào anh Châu. Đúng không? Rất nhiều người đủ gan làm chuyện đó. Xong rồi anh Châu anh bắt tay lại, chào em. Anh Châu khỏe không anh Châu? Khỏe em. À, anh Châu tới đây lâu chưa em? À, chưa chưa anh, lâu rồi. Không lẽ là cứ vậy hoài. Ok, như vậy thì chúng ta làm sao để ổng mới chịu nói chuyện với mình đây? À, mình nên nói về cái chủ đề mà người ta thích đúng không? Ok, anh Châu, à, em muốn nói chuyện với anh về cái đẳng thức mà anh chứng minh á. À, đúng không? Tức là mình đang nói chuyện, ok. Vấn đề ở chỗ không phải lúc nào mình cũng đủ sức để nói chuyện đó. Ok, như vậy thì cái cách để chúng ta gợi chuyện ha, ngạc nhiên thay, lại là tự giới thiệu về mình. Tại sao vậy? À ok, cái này để cho chị Yến quyết định. Rồi, tại sao vậy? À, bởi vì khi bạn giới thiệu một cái thông tin đầy đủ về bản thân bạn ha, thì cái người nghe họ sẽ tìm những cái điểm nào mà họ cảm thấy thú vị để họ có thể hỏi tiếp ha. Và đó là cái cách để chúng ta gợi chuyện cho họ nói, chứ không phải là chúng ta nhào vô nói về cái chuyện mà người ta là chuyên môn. Tại vì thật ra người ta là chuyên môn, người ta sẽ nhìn mình và sẽ nói anh có đủ sức để nói chuyện với tôi về vấn đề này không? À, hoặc là đơn giản là thí dụ như bây giờ một thí dụ như là mình gặp anh ví dụ gì ông Đoàn Nguyên Đức đó thì chẳng hạn, mình có dám lại nói chuyện với ổng về lâm nghiệp hay là trồng mía không? Hay là bất động sản không? Không dễ. Và ổng cũng không phải là cái người rảnh để mức đó ổng đứng đó ổng chia sẻ kế hoạch kinh doanh với mình. Ok, nhưng cái ổng có thể quan tâm ở mình là gì? Mình là ai? Mình có cái gì đặc biệt? Okay. Như vậy thì giả sử bây giờ mình thấy ông đứng một mình, hiếm hoi lắm mới có thời gian ông đứng một mình. Ok, mình có khoảng tầm 15 giây để mình nhào tới ổng trước khi có một đứa khác nhào vô. Đúng không? Vậy thì mình sẽ làm cái gì? Ok, mình sẽ làm những thứ sau đây. Nhào vô bắt tay. Ok, sau đó giới thiệu ngay who, bạn là ai, bạn đến từ đâu. Ok, nhào vô, dạ em chào anh, em là gì đó, em đến từ trường sư phạm kỹ thuật. Tiếp theo, trường của em ở đâu, tổ chức của em ở đâu. Ok, nguồn gốc. À, dạ chào anh, em là gì đó, em đến từ trường sư phạm kỹ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh. Em ở đây bao lâu rồi, em làm việc ở chỗ này bao lâu rồi. À, em là sinh viên năm tư, em học được 4 năm rồi. Vai trò của em đây là cái gì? À, đương nhiên nếu như mà chúng ta là sinh viên thì em là sinh viên ha, nhưng mà em sinh viên thì em học cái gì? Em học cái gì ở đây? Em học khoa sư phạm kỹ thuật thì có khoa gì nhỉ? Sư phạm thôi đúng không? Không có hả? Ủa vậy sư phạm kỹ thuật mà không có sư phạm hả? Có kỹ thuật thôi đúng không? À, em học khoa cơ khí ví dụ vậy chẳng hạn ha, có không? À có cơ khí rồi, may quá. Ok, à, em học khoa cơ khí ha. Và cái cuối cùng quan trọng nhất, tại sao ông phải nói chuyện với bạn?
Tại sao ông phải nói chuyện với bạn? Vấn đề quan trọng không phải là em nói chuyện về cái mà ông muốn. À, tại vì mình không biết ông muốn gì. Nhưng vấn đề là mình đang show hàng. Mình đang cho người ta thấy rằng mình có cái gì để người ta nên nói chuyện với mình. Bắt tay giới thiệu xong, em hiện tại đang có một cái dự án về cơ khí, mà trong đó thì tụi em muốn chế tạo ra một cái máy để có thể là thu hoạch mía, tụi em có thể thu hoạch 4 hectare mía trong vòng nửa tiếng. Ông nghe ông thích không? Có thể là ông không thích, nhưng mà nó có một cái gì đó liên quan ha. Ông có thể hỏi thêm là ủa vậy cái máy đó làm sao em? À, vậy là có chuyện để nói rồi. Vậy là có chuyện để nói rồi ha. Chứ không phải là mình hỏi thăm người ta xong rồi mình nói chuyện về chuyện của người ta là có chuyện để nói nha. Không phải. Tại vì thậm chí là em tưởng tượng em là một người có chức vị đúng không? Tự nhiên có một người lạ tới hỏi thăm công chuyện của em. Em có muốn nói chuyện không? Không. Nếu anh không có muốn nói chuyện nhiều về công chuyện của anh ha. Nhưng nếu người lạ đó tới nói với anh rằng người lạ đó có một cái ý tưởng như thế này nè, có đang làm một thứ như thế này nè, có cái giày, có cái này hay nè, thì anh sẽ lắng nghe và anh sẽ hỏi thêm, bởi vì anh muốn biết. Em đánh vào cái sự gì của người ta? Tò mò của người ta. Em phải làm sao để cho người ta tò mò được về bản thân mình, thì người ta mới tiếp tục cái cuộc nói chuyện này một cách suôn sẻ và tự nhiên với mình được. Chứ không phải là nhào vô bắt tay bắt mặt mừng, ha mừng gặp anh, mừng quá, ha mừng quá. Cái đó không bao giờ hiệu quả cả. Thật ra đây là một cái gói gọn của một cái kỹ thuật mà trong tiếng Anh gọi là elevator pitch. Các bạn học kỹ thuật, các bạn biết elevator là cái thang máy. Thì elevator pitch là một cái kỹ thuật mà trong đó bạn giới thiệu và gây chú ý với người khác cùng một lúc trong một thời gian cực kỳ ngắn. Và cái thời gian nó có thể được đo là đi từ thang máy từ lầu 1 tới lầu 4. Có nghĩa là bạn chỉ có mấy giây thôi để khiến cho người ta cảm thấy thú vị về bản thân mình. Như vậy thì một cái cuộc giao lưu cũng là một cái dịp để bạn elevator pitch về bản thân mình. Tại vì nếu như mà chúng ta có những người nổi tiếng ở trong đó thì khả năng rất cao là chúng ta không có nhiều thời gian để nói chuyện với họ. Tại vì họ cũng bị bao quanh bởi rất nhiều người. Cho nên khi chúng ta có ngay 10-15 giây thời gian gì đó, chúng ta nhào vô ha, thì chúng ta phải biết tận dụng cái thời gian đó để gọi là sell yourself, tự PR bản thân mình. Để cho người ta chú ý và người ta muốn nói chuyện tiếp, muốn dành thời gian tiếp với mình. Đó là cách giao tiếp hiệu quả. Tuy nhiên kỹ thuật này không phải dễ. Chúng ta sẽ fail một vài lần đầu tiên. Chúng ta sẽ không làm được điều này trong một vài lần đầu tiên, chắc chắn luôn. Nhưng chúng ta phải làm. Có một cái điều rất đau lòng mà anh đã thấy tất cả trong những cái training của tụi anh ở bên phía công ty ha, cũng như những cái training khác, là khi chúng ta có cái tiết mục gọi là giao lưu, mà giao lưu theo kiểu là không phải là giao lưu mà diễn giả trên này, khán giả dưới kia đâu, mà là diễn giả đi xuống cùng với khán giả luôn á, thì sau 5-10 phút khán giả đứng nói chuyện với khán giả, diễn giả đứng nói chuyện với ban tổ chức. Và điều đó đặc biệt xảy ra rất nhiều với sinh viên, tức là sinh viên không biết cách để networking với những người có thể giúp đỡ mình được sau này. Có thể là các bạn muốn nói chuyện, nhưng mà các bạn không dám, tại vì các bạn không biết nói cái gì. Có những người dám tự tin lại bắt tay, nhưng mà bắt tay xong, hỏi thăm được mấy câu rồi tắt, không biết nói gì. Okay. Hoặc là có những bạn cũng nói chuyện được, nhưng mà cái cuộc nói chuyện nó rất gượng gạo, bởi vì các bạn không gây được sự chú ý của người ta. Các bạn không giữ người ta lại được với mình. Vậy thì chỉ có một cách duy nhất là các bạn phải gây ấn tượng được với người ta ngay từ đầu, thì người ta mới dành thời gian một cách chỉnh chu dành cho bạn. So với người khác, chỉ cần bạn có thời gian nhiều hơn người khác 50% thôi là bạn đã lợi rồi. Nếu bây giờ cái người nổi tiếng đó, người ta nói chuyện với mỗi người có 5 phút thôi. Nhưng nếu như bạn gây ấn tượng được cho người đó, thì người ta sẵn sàng dành 10-15 phút tiếp theo để nói chuyện với bạn. Và trong cái cuộc nói chuyện đó, người ta lại là người chủ động để nói chuyện với bạn, tại vì người ta cảm thấy thú vị ngay từ đầu. Đó là một cái giao tiếp cực kỳ thành công. Các bạn nên chú ý điều đấy. Chúng ta phải bỏ ngay những cái suy nghĩ theo cái kiểu là ok, ổng trên cao, mình dưới thấp, giờ làm sao? Không có chuyện đó nha. Khi chúng ta giao tiếp không có chuyện trên cao, dưới thấp gì cả. Chỉ có một cái chuyện duy nhất là bạn có gây chú ý được cho người mình giao tiếp hay không thôi.
chứ không có cao thấp gì ở đây. Ok. Và với cái yếu tố này, các bạn lưu ý khi các bạn bắt tay, làm ơn bắt tay đối tác và vừa bắt tay vừa giới thiệu về bản thân mình, giới thiệu xong rồi mới buông ra. Ha, chứ đừng có bắt tay theo cái kiểu là tay người ta có acid. Ha, bắt vô cái buông. Nhất là các bạn gái nè. Nếu mà bây giờ anh xuống anh bắt tay một bạn gái nào đó, thử thôi, anh biết thế nào bạn cũng sẽ buông ra ngay lập tức cho mà coi. Tại sao? Ngại. Trời ơi, người ta cầm tay tôi. Ok. Như vậy thì cái cách bắt tay tay chính xác sẽ là như thế nào? Cách bắt tay chính xác sẽ đơn giản là: chào em, anh tên là Hồng Anh, đến từ Học viện Gáp. Dạ, em tên là Tài, là sinh viên siêu đại học sư phạm được. Chào anh. Ok, đó. Chúng ta sẽ bắt tay và chúng ta sẽ giữ cái bàn tay đó cho đến khi chúng ta giới thiệu chúng ta xong. Và sẵn nói đến chuyện bắt tay, thì anh cũng lưu ý luôn. Bắt tay người Việt Nam khó vô cùng. Tại sao? Có những người á, bắt tay mắc vậy nè. Ok. Anh không biết tại sao ha. Nhưng mà lúc nãy bạn này bạn Tài đúng không? Bạn Tài bắt tay anh cũng lắc. Thì anh không biết là tại sao lại lắc như vậy. Tại vì đối với anh, khi chúng ta bắt tay là chúng ta giao kết với nhau. Chúng ta kết nối với nhau. Bạn có thích một cái kết nối mà nó cứ rung lắc như thế này không? Nếu như đây là một cái cầu giữa bắt qua hai con người như thế này, cái cầu nó rung lắc như vậy, bạn có thích không? Không. Bắt tay không có rung lắc như vậy. Bắt tay là bắt chặt, siết. Nếu có rung lắc một vài lần rồi ngưng, chứ không có vui quá, gặp vui quá. Ok. Là một. Thứ hai là cái bắt tay mà tụi anh gọi là dead fish, cá chết. Bàn tay thẳng đờ ra như vậy nè, lạnh ngắt à. Thẳng đờ ra như vậy nè, và bắt thì như vậy nè. Ok. Không bóp, không siết gì cả. Ok. Như vậy thì cái bắt tay của một người làm kinh doanh là một cái bắt tay chặt, không rung, không lắc ha, và không siết quá mạnh ha. Chúng ta sẽ siết từ từ thôi ha, và cũng không phải siết cho nó chết ha, mà là siết từ từ để cho nó đủ chặt, rồi sau đó buông ra. Và chúng ta chỉ buông ra sau khi chúng ta đã giới thiệu chúng ta là ai. Ok. Khi chúng ta nói chuyện, chúng ta cũng nhìn thẳng ha. Cái này thì anh Hiếu anh đã nói rồi, anh cũng sẽ không lặp lại nữa ha. Nếu chúng ta có một cái nem kẹt, xin phép cho mượn một cái nem kẹt. Nếu chúng ta có một cái nem kẹt thì đưa và nhận, hành động đưa và nhận nên được thực hiện bằng hai tay. Ok. Với người nước ngoài đôi khi chúng ta thấy họ có đưa ra bằng một tay ha. Nhưng mà vấn đề là gì? Đưa hai tay của cái nem kẹt và nhận hai tay bằng cái nem kẹt thể hiện cái sự tôn trọng cao độ nhất dành cho cái người có cái tên trên cái nem kẹt này. Ok. Đưa bằng hai tay, nhận bằng hai tay. Và khi đã nhận cái nem kẹt xong rồi, không, tuyệt đối không làm điều đó. Sau khi nhận được cái nem kẹt rồi, dành thời gian đọc cái nem kẹt đó. Ok. Nhưng mà không phải đọc theo kiểu chứng minh nhân dân ha. Tức là đọc xong rồi ngó coi có phải không. Ha. Chúng ta sẽ đọc cái nem kẹt đó và cũng không đọc ra miệng to ha. Không cần đọc ra miệng to, đọc nhẩm nhẩm thôi. Ok. Rồi sau đó, bỏ túi đúng không? Không bao giờ bỏ nem kẹt vào túi. Ok. Đó là một hành động thiếu lịch sự. Khi chúng ta nói chuyện ha, nếu như đó là một cuộc trao đổi giao lưu bình thường, chúng ta cầm cái nem kẹt đó trong tay. Okay. Nếu chúng ta có cái bàn, chúng ta sẽ đặt cái nem kẹt xuống bàn và ngồi xuống khi chúng ta nói chuyện. Chứ chúng ta không cất nó vào túi áo, không cất nó vào túi quần. Nếu như chúng ta sau đó muốn cất cái nem kẹt đi thì chúng ta sẽ kẹp nó vào cuốn sổ, chứ không bỏ vào túi quần, bỏ vào túi áo ha. Đó là những nơi cái nem kẹt này sẽ bị cong. Và bạn định đối xử với người khác như vậy hay sao? Okay. Người ta sẽ suy nghĩ đấy. Nếu bạn bỏ nó vào, có nghĩa là cái nem kẹt của người ta nằm lẫn lộn với một đống chìa khóa, ha, dây nhợ, kẹo. Alright. Cố gắng lắng nghe, nói chuyện chậm rãi, đừng nói nhanh. Ha, khi chúng ta làm công tác kinh doanh, nói nhanh là một điều cực kỳ cấm kỵ. Nói chậm rãi thôi. Ha. Lắng nghe thì anh Hiếu đã nói rồi. Và cuối cùng, chúng ta sử dụng ngôn từ
vừa đủ trang trọng, nhưng đừng có màu mè, đừng có diễn đạt vòng vo ha. Người làm kinh doanh người ta đi thẳng vào vấn đề, có chuyện gì đi thẳng vào vấn đề, dùng từ ngữ trang trọng, lịch sự, kính thưa, xin mời, thưa gửi đâu vào đó, nhưng không có lòng vòng ha. Đó là những điều chúng ta cần lưu ý ha. Và với những cái lưu ý này thì anh cũng xin phép kết thúc cái buổi training về cái phần networking etiquette ngày hôm nay. Rồi, còn cái phần trao thưởng thì chắc là sẽ nhờ đại diện của Amway ha, trao thưởng cho các bạn. Các bạn lưu ý là không qua